Hậu duệ kiếm thần, Diệp Quân. Tập 34. Kiếp ấn. Chấp kiếm nhân tỏ vẻ khó tin, đây, vì sao hắn lại bị dính vũ trụ kiếp? Từ Nhu nhìn chằm chằm chấp kiếm nhân, vì hắn ra tay với tia huyết lôi kia. Chấp kiếm nhân chợt nhớ ra Diệp Quân đã kéo nàng ta ra phía sau, sau đó cưỡng chế nâng cao thực lực của mình, ra tay với huyết lôi. Từ Nhu xoay người nhìn Diệp Quân trước mặt, nhẹ giọng nói, đây là kế hoạch thứ hai do ta bố trí, ta vốn muốn khiến mình bị thương, sau đó hắn sẽ ra tay cứu ta, hắn chắc chắn sẽ cứu ta, nhưng ta không ngờ rằng hắn lại cứu muội. Từ Nhu. Chấp kiếm nhân nhìn chằm chằm Từ Nhu, kế hoạch thứ ba của hai người là gì? Từ Nhu cười đáp, ta sẽ không nói với muội, muội quá thẳng tính, sẽ làm hỏng kế hoạch. Chấp kiếm nhân siết chặt hai tay, nàng ta im lặng một lúc lâu rồi hỏi, tỷ có biết hắn thích Bát Huyền không? Từ Nhu gật đầu. Chấp kiếm nhân lại hỏi, Bát Huyền có cùng suy nghĩ với tỷ à? Từ Nhu gật đầu một lần nữa. Chấp kiếm nhân hơi lắc đầu, nàng ta không nói gì nữa mà nhìn về phía Diệp Quân nằm dưới đất, lúc này, vũ trụ kiếp ở giữa chân mày Diệp Quân đã biến mất. Nàng ta nhìn Diệp Quân, nét mặt chợt trở nên hơi phức tạp. Từ Nhu nói, Từ Kính, chúng ta hiểu tính muội, cũng biết muội không muốn dính vào chuyện này, vì thế nên vẫn luôn giấu muội. Chấp kiếm nhân nhìn về phía Từ Nhu, bây giờ tỷ nói với ta là vì hắn đã bị vũ trụ kiếp in lên kiếp ấn, còn muốn ta hợp tác với tỷ nữa, đúng không? Từ Nhu gật đầu, phải. Chấp kiếm nhân nhìn chằm chằm Từ Nhu, Từ Nhu, ta biết tỷ và Bát Huyền muốn giúp đại tỷ, nhưng ta có thể khẳng định với tỷ, mọi hành động của hai người đều không được đại tỷ tán thành. Từ Nhu gật đầu, chúng ta biết, đại tỷ là một người kiêu ngạo, chắc chắn tỷ ấy không thích hành động của chúng ta, nhưng chỉ cần tỷ ấy có thể thoát khỏi vũ trụ kiếp này, mặc kệ có kết quả thế nào, chúng ta vẫn sẵn lòng cam chịu. Chấp kiếm nhân lắc đầu, ta sẽ không giúp hai người. Từ Nhu hỏi, nhưng nếu là giúp hắn thì sao? Chấp kiếm nhân cau mày, tỷ có ý gì? Từ Nhu trầm giọng nói, người này tính tình kiêu ngạo, trước đó đã trả kiếm hành đạo lại cho người phụ nữ váy trắng, còn nói là từ nay về sau cũng sẽ không gọi người nữa, chỉ làm Diệp Quân, không làm một kẻ dựa dẫm vào người khác hầy. Hành động này của hắn cũng khiến ta rất bất ngờ, còn làm hỏng một vài kế hoạch của ta. Đúng là người tính không bằng trời tính, ta không tính đến chuyện tên này có khí phách như thế. Chấp kiếm nhân đột nhiên ngắt lời Từ Nhu, ta cảm thấy hắn làm như thế rất tốt. Từ Nhu nhìn chằm chằm chấp kiếm nhân, nhưng tiếp theo đây, hắn sẽ phải đối diện với Vĩnh Sinh Đại Đế kia. Với thực lực của vũ trụ quan huyên hiện tại, hoàn toàn không thể chống lại Vĩnh Sinh Đại Đế. Chấp kiếm nhân nhìn về phía Từ Nhu, Vĩnh Sinh Đại Đế cũng là một kế hoạch của hai người ư. Từ Nhu không trả lời vấn đề này mà chỉ nói, hiện tại hắn rất yếu, chúng ta phải nâng cao thực lực của hắn, ta muốn muội hợp tác với ta, giúp hắn lấy được lôi thần ấn ở nơi này, hơn nữa còn rèn luyện kiếm ý của hắn bằng lôi trì, nâng thực lực của hắn lên một tầm cao mới. Chấp kiếm nhân cười nhạt, tại sao tỷ lại cho rằng ta sẽ giúp tỷ? Từ Nhu nhìn thẳng vào chấp kiếm nhân, vì đại tỷ. Chấp kiếm nhân lắc đầu, nàng ta nhìn về phía Diệp Quân. Ta sẽ giúp hắn, nhưng không phải vì đại tỷ. Nghe thấy thế, Từ Nhu nhất thời hơi bất ngờ. Lúc này, tay phải của Diệp Quân đang nằm dưới đất chợt run rẩy. Từ Nhu lập tức nhìn về phía Diệp Quân, nàng ấy đi tới trước mặt hắn. Diệp Quân chậm rãi mở mắt ra, khi nhìn thấy một vùng trời xanh mây trắng, hắn nhẹ giọng nói, vẫn chưa chết sao? Từ Nhu cười nói, đương nhiên là chưa rồi. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía Từ Nhu. Khi thấy Từ Nhu, hắn cười khẽ, lần này, ta còn cho là mình chết chắc nữa. Đến bây giờ khi nhớ lại lôi kiếp màu máu kia, hắn vẫn còn thấy sợ hãi. Thật sự quá kinh khủng. Hắn hiện tại hoàn toàn không thể chống lại nói. Từ Nhu cười nói, bây giờ cảm thấy thế nào? Diệp Quân cảm nhận cơ thể của mình, bây giờ thân thể và linh hồn của hắn đều đã gần như hồi phục. Hắn nhìn về phía Từ Nhu, một khoảng thời gian nữa sẽ có thể khôi phục hoàn toàn. Từ Nhu cười nói, thế thì tốt. Diệp Quân nhìn xung quanh, sau đó hỏi, nơi này là? Từ Nhu cười đáp, đây là một thế giới nhỏ độc lập do đại tỷ thiết lập, chính là chân thế giới, bên ngoài tiểu thế giới này chính là vũ trụ kiếp trong truyền thuyết. Đương nhiên nếu bây giờ chúng ta đi ra ngoài như thế thì chúng ta sẽ chết chắc. Dứt lời,
nàng ấy lại lấy ra một viên đan dược cho Diệp Quân ăn vào, sau đó nói, ngươi nghỉ ngơi trước đã, lát nữa ta sẽ dẫn ngươi đi lấy báu vật. Diệp Quân hơi tò mò, báu vật. Từ Nhu gật đầu, đúng thế. Diệp Quân nhìn Từ Nhu, im lặng, hắn thấy Từ Nhu này rất bí ẩn, hắn cũng không thể miêu tả rõ được cảm giác đó. Diệp Quân cũng không suy nghĩ nhiều nữa, hắn tập trung dưỡng thương, nửa canh giờ sau, thương tích trên người đã gần như hồi phục. Sau khi hắn hồi phục, Từ Nhu cười nói, lát nữa hai chúng ta sẽ hộ pháp cho ngươi. Diệp Quân nhìn về phía chấp kiếm nhân, tỷ ấy. Chấp kiếm nhân nhìn chằm chằm Diệp Quân, lát nữa ta sẽ lợi dụng lúc ngươi không chú ý, kết liễu ngươi bằng một kiếm. Diệp Quân, nghe thấy lời của chấp kiếm nhân, Diệp Quân lắc đầu cười khẽ, đương nhiên hắn không xem là thật, nếu đối phương thật sự muốn giết hắn thì khi nãy lúc hắn hôn mê, không phải sẽ thích hợp hơn sao? Thấy nét mặt không tin của Diệp Quân, chấp kiếm nhân lập tức giận dữ, ngươi cho rằng ta không dám đúng không? Đến đây, bây giờ ta sẽ đâm chết ngươi luôn. Dứt lời, trong tay nàng ta lập tức xuất hiện một thanh kiếm, sau đó làm ra vẻ như muốn đâm Diệp Quân. Sắc mặt Diệp Quân lập tức thay đổi, hắn thật sự sợ người phụ nữ này sẽ làm bậy, mà lúc này, Từ Nhu ở bên cạnh đột nhiên ngăn cản Từ Kính, được rồi. Chúng ta lo việc quan trọng trước đi. Chấp kiếm nhân chừng Diệp Quân một cái rồi không nói gì thêm nữa. Diệp Quân nhất thời hơi cạn lời, người phụ nữ này nóng tính thế. Từ Nhu ngẩng đầu nhìn lên, sau đó nói, vì gần với vũ trụ kiếp, nên nơi này có một lôi thần ấn vừa hình thành, vẫn chưa có linh trí, lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau lấy cái ấn này cho ngươi. Diệp Quân tò mò, lôi thần ấn. Từ Nhu gật đầu, đúng thế, đương nhiên lúc lấy được lôi thần ấn phải làm hai chuyện trước, đầu tiên là dùng lôi kiếm luyện kiếm ý của ngươi, để kiếm ý của ngươi đạt tới một độ cao mới. Diệp Quân hỏi, dùng lôi kiếp tôi luyện kiếm ý. Từ Nhu cười hỏi, chưa gặp bao giờ à? Diệp Quân gật đầu. Từ Nhu nghiêm túc nói, lôi kiếp ở nơi này rất đặc biệt, nếu kiếm ý của ngươi có thể không bị lôi kiếp này tiêu diệt, thì đi ra ngoài, dù là lực lượng của mệnh vận đại đế cũng không thể làm kiếm ý của ngươi mờ nhạt đi. Nghe thấy thế, Diệp Quân lập tức tỏ vẻ chờ mong. Tuy kiếm ý của hắn hiện tại rất mạnh, nhưng vẫn chẳng là gì trước mệnh vận đại đế. Từ Nhu cất lời, chuẩn bị sẵn sàng. Hai tay Từ Nhu đột nhiên kết ấn, nàng ấy đọc một thần chú cổ xưa, chân trời đột nhiên nứt ra, một tia sét tím nhạt đánh thẳng xuống. Thấy cảnh này, con người Diệp Quân chợt co lại, dù tia chớp màu tím nhạt này không mạnh bằng huyết lôi kia, nhưng cũng cực kỳ kinh khủng, hắn hiện tại hoàn toàn không thể chống lại được. Mà lúc này, Từ Nhu cất lời, sử dụng kiếm ý. Nghe thấy thế, Diệp Quân mở lòng bàn tay, một tia kiếm ý lập tức phóng lên cao từ lòng bàn tay hắn. Nhưng kiếm ý vừa tiếp xúc với lôi kiếp đã vỡ tan, lôi kiếp rơi thẳng xuống, đánh về phía Diệp Quân. Ngay lúc này, một tia kiếm quang chợt bay đi, chém lên trên lôi kiếp. Ầm, lôi kiếp bị kiếm quang chém vỡ. Diệp Quân quay đầu nhìn chấp kiếm nhân ở bên cạnh, nàng ta nhìn chằm chằm hắn, biết kiếm ý sinh ra vì cái gì không? Diệp Quân im lặng một lát rồi đáp, ý chí. Chấp kiếm nhân gật đầu. Đang định nói tiếp thì Diệp Quân lại nói, ta hiểu ý tỷ, kiếm ý sinh ra từ ý chí, lúc nhìn thấy lôi kiếp này, ta cảm thấy sợ hãi, có ý muốn lùi bước, thì sao có thể chống lại được. Dứt lời, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, trong lúc vô tình, nỗi sợ đã phong ấn đáy lòng ta, tiền bối tiếp tục đi. Nghe thấy lời của Diệp Quân, chấp kiếm nhân thoáng sửng sốt, hơi ngạc nhiên. Người đàn ông này vừa nói ra đã thông suốt rồi. Từ Nhu cười nói, tốt. Dứt lời, nàng ấy lại làm phép một lần nữa, để một tia lôi kiếp đánh xuống. Lúc này, Diệp Quân đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía lôi kiếp kia, hắn không hề nhiều lời mà lập tức phóng lên cao, chém một kiếm về phía lôi kiếp. Chủ động tấn công, ầm. Diệp Quân chém ra một kiếm, kiếm ý trong tay hắn thoáng chốc vỡ tan, hắn lập tức rơi xuống từ trên trời, mặt đất rung động dữ dội. Lại thất bại. Nhưng Diệp Quân vô cùng hưng phấn, hắn mở lòng bàn tay, một thanh kiếm ngưng tụ từ trong tay hắn, tiếp tục đi. Từ Nhu gật đầu, tiếp tục kéo theo một tia thần lôi đánh xuống. Diệp Quân giẫm chân phải, biến thành một tia kiếm quang bay lên cao. Tiếp tục chiến đấu. Cứ thế, Diệp Quân thất bại hết lần này đến lần khác,
nhưng chiến ý của hắn lại ngày càng mạnh mẽ, vì lúc này, hắn đã không còn thấy sợ lôi kiếp nữa. Thất bại đừng sợ hãi sẽ không có dũng khí làm lại lần nữa. Diệp Quân liên tục thất bại, nhưng lại liên tục đứng lên, dần dần, kiếm ý của hắn bắt đầu thay đổi. Chấp kiếm nhân và Từ Nhu ở bên cạnh quan sát, nhìn Diệp Quân liều mạng tu luyện, Từ Nhu thở dài, rõ ràng tên này có thể chọn dựa vào người khác, nhưng cứ muốn cố gắng tu luyện. Chấp kiếm nhân bình tĩnh nói, như thế không tốt sao? Từ Nhu cười đáp, mục tiêu của hắn là có thể đạt đến cấp bậc như cha mình, nhưng hắn không biết việc đó khó khăn đến mức nào. Chấp kiếm nhân nhìn Diệp Quân phía xa, nhẹ giọng nói, nhưng ta lại cảm thấy thế rất tốt, hắn có thể đối diện với bản thân, còn vượt qua được bản thân, chỉ với điều này, hắn đã hơn hẳn vô số người rồi. Từ Nhu quay đầu nhìn về phía chấp kiếm nhân, tỏ vẻ ngạc nhiên, Từ Kính, hình như muội không ghét hắn cho lắm. Từ Kính lạnh lùng đáp, bây giờ ta rất ghét Tỷ và Bát Huyền. Từ Nhu cười khẽ, cũng không nhiều lợi, Từ Kính trước giờ vẫn luôn khó chịu như thế. Nàng ấy cũng biết hành động của mình thật sự rất bị ổi, nhưng nàng ấy cũng không hối hận, vì đại tỷ, nàng ấy sẵn lòng làm bất cứ chuyện gì, kể cả làm trái với lương tâm. Chấp kiếm nhân ngẩng đầu nhìn Diệp Quân phía xa, Diệp Quân vẫn đang lao về phía lôi kiếp kia. Lúc này, dù hắn đã thất bại nhiều lần, nhưng trong mắt hắn lại không hề chứa đựng sự giận dữ. Cứ thế khoảng nửa tháng sau, dù Diệp Quân vẫn không thể đấu lại lôi kiếp kia, nhưng kiếm ý của hắn đã không vỡ tan nữa. Chẳng những thế, lúc hắn sử dụng kiếm ý, trong kiếm ý còn xuất hiện lôi ý mờ ảo. Kiếm ý của hắn đã thay đổi rồi. Diệp Quân đứng dưới đất nhìn lôi kiếp kia, cổ tay hơi cử động, một thanh kiếm đột nhiên bay lên cao. Kiếm ý, oanh, thanh kiếm này đâm vào lôi kiếp rung lên, kiếm ý bị đánh bay, lôi kiếp rơi thẳng xuống. Lúc này, Diệp Quân đột nhiên biến thành một tia kiếm quang phóng lên cao, chém lên trên lôi kiếp kia. Lôi kiếp rung động dữ dội, sau đó nứt ra, còn Diệp Quân thì rơi thẳng xuống dưới, vừa chạm đất, mặt đất bên dưới đã nứt ra. Diệp Quân chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, lôi kiếp kia chậm rãi vỡ tan, biến thành vô số điểm sáng lan ra bốn phía như bầu trời đầy sao, sáng rực. Bên dưới, Diệp Quân hơi nhếch môi. Hắn mở lòng bàn tay, một tia kiếm ý đột nhiên bay ra từ bên trong, sau đó ngưng tụ thành một thanh kiếm, trong thanh ý kiếm kia còn chứa đựng tia chớp mờ nhạt. Kiếm ý lôi kiếp. Diệp Quân nhìn kiếm ý lôi kiếp trong tay, hắn nở nụ cười, tu luyện vất vả suốt nửa tháng, cuối cùng kiếm ý cũng có thay đổi rồi. Lúc này, Từ Nhu kia đi tới trước mặt Diệp Quân, cười nói cảm giác thế nào. Diệp Quân nhìn về phía Từ Nhu, tự tin nói. Dưới Tuế Nguyệt Đại Đế, có lẽ không còn đối thủ. Từ Nhu cười to, ngươi cũng đừng tự tin quá. Nếu gặp phải Tuế Nguyệt Đại Đế mạnh thật, với thực lực của ngươi bây giờ thì vẫn khó thắng được lắm. Diệp Quân khẽ mỉm cười, đúng là hơi tự tin quá. Từ Nhu quan sát thanh ý kiếm trong tay Diệp Quân, sau đó nói, kiếm ý lôi kiếp, trong kiếm ý chứa đựng uy lực lôi kiếp, kiếm ý này của ngươi rất hiếm có trên thế gian. Diệp Quân cười. Sau đó nói, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Từ Nhu nhếch môi, tiếp theo là tôi luyện thân thể. Diệp Quân hỏi, tôi luyện thân thể. Từ Nhu gật đầu, đúng thế. Diệp Quân hơi do dự, ta còn phải tu luyện thân thể sao? Từ Nhu lắc đầu, ta biết ngươi đang lo lắng điều gì, nhưng ngươi có từng nghĩ, nếu thân thể ngươi mạnh, uy lực của thuật Trảm Thiên Bạt Kiếm kia sẽ hoàn toàn khác không? Cha và gia gia ngươi từng có thể phát huy kiếm kỹ này đến một mức độ đáng sợ, nguyên nhân rất lớn là vì thân thể của họ mạnh mẽ. Diệp Quân gật đầu, hắn cũng phát hiện thuật Trảm Thiên Bạt Kiếm này cần thân thể, vì mỗi lần thi triển đến giới hạn, thân thể của hắn đều không chịu nổi, sẽ bị nứt ra. Đúng như lời Từ Nhu nói, nếu thân thể có thể tăng lên một chút, thì uy lực của thuật Trảm Thiên Bạt Kiếm này nhất định có thể đạt đến một độ cao mới. Từ Nhu nói tiếp. Lôi kiếp ở nơi này đặc biệt hơn bên ngoài rất nhiều, năng lượng cũng tinh thuần hơn, nếu ngươi có thể chịu đựng được uy lực của nó, chỉ cần đi ra ngoài, ngươi sẽ phát hiện dù là mệnh vận đại đế cũng không thể làm gì thân thể của ngươi. Chẳng những thế. Nói đến đây, nàng cười xấu xa, thân thể khỏe hơn, chuyện kia cũng sẽ mạnh hơn. Chuyện kia. Diệp Quân lập tức sửng sốt, tỏ vẻ nghi ngờ. Chấp kiếm nhân ở bên cạnh thì lập tức hiểu ra.
nàng ta tức giận chừng Từ Nhu tỷ điên à. Diệp Quân nhìn hai người, đầu óc mơ hồ, hắn hỏi, chuyện gì? Từ Nhu chớp mắt, sau đó nghiêm túc nói, đương nhiên là kiếm đạo rồi, người nghĩ xem, thân thể khỏe hơn, kiếm đạo chắc chắn cũng sẽ mạnh hơn, đúng không? Diệp Quân gật đầu, cũng đúng. Nhưng hắn vẫn thấy có gì đó sai sai. Chấp kiếm nhân ở bên cạnh nhìn chằm chằm Từ Nhu, nàng ta rất muốn đánh người phụ nữ này một trận, thật sự quá đen tối. Từ Nhu cười nói, chúng ta bắt đầu thôi. Diệp Quân hỏi, dùng thân thể chống lại lôi kiếp kia sao? Từ Nhu liếc hắn, sao có thể chứ? Đối mặt trực diện, chẳng phải thần hồn của ngươi cũng sẽ bị đánh tan à? Nào, cởi quần áo trước đi. Diệp Quân sửng sốt. Từ Nhu dục, mau cởi ra. Diệp Quân thắc mắc, vì sao? Từ Nhu nghiêm túc nói, phải làm phép lên thân thể của ngươi. Diệp Quân nhíu mày, làm phép. Từ Nhu gật đầu, đúng thế. Diệp Quân vẫn hơi do dự, cởi ra như thế hình như không ổn lắm. Từ Nhu cười hỏi, sao vậy, ngươi sợ ta lợi dụng ngươi à? Ta cho ngươi biết, ở trong mắt ta không có phân biệt nam nữ, ngươi có thể coi ta như một đại phu. Diệp Quân thấy ánh mắt trong veo của Từ Nhu thì nhất thời hơi xấu hổ, mình hơi làm quá rồi. Hắn không suy nghĩ nhiều nữa, bắt đầu cởi quần áo. Thấy Diệp Quân bắt đầu cởi, chấp kiếm nhân ở một bên lập tức quay đầu đi chỗ khác, nét mặt hơi mất tự nhiên, trong đầu không khỏi hiện lên một hình ảnh. Ngày đó, dù Diệp Quân không tỉnh táo, nhưng nàng ta thì có. Hết lần này đến lần khác. Đương nhiên ban đầu rất đau. Nhưng sau đó, chấp kiếm nhân lắc đầu, gạt hình ảnh trong đầu kia đi, nàng ta xoay người, mà lúc này, Diệp Quân đã cởi sạch. Thấy hình ảnh đó, khuôn mặt vốn lạnh lùng của chấp kiếm nhân lập tức đỏ ửng, nhưng cũng nhanh chóng bình thường trở lại. Diệp Quân cũng hơi mất tự nhiên, dù sao trước mặt cũng có hai người phụ nữ. Từ Nhu quan sát cơ thể của Diệp Quân, nói với vẻ rất chính trực, nằm xuống. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Quân gật đầu, nằm xuống. Từ Nhu mở lòng bàn tay, một cái bình bạch ngọc xuất hiện trong tay nàng ấy đưa tới cạnh miệng của Diệp Quân, há miệng ra. Diệp Quân vừa mới mở miệng, một dòng chất lỏng lập tức chảy vào trong cổ họng, nhưng sau đó, hắn cảm thấy trong người mình như có lửa đốt. Sắc mặt Diệp Quân thay đổi, lúc này, hắn thấy cơ thể mình như muốn tan chảy. Từ Nhu nói, đừng nôn nóng. Dứt lời. Nàng ấy lấy thêm một bình bạch ngọc nữa đưa cho chấp kiếm nhân, muội bôi thuốc cho hắn, ta làm phép trấn áp tác dụng của thuốc trong người hắn. Chấp kiếm nhân lạnh lùng đáp, ta không bôi. Từ Nhu chừng nàng ta không trấn áp tác dụng của thuốc trong người hắn, hắn sẽ bị thiêu chết đấy. Muội có biết thuật pháp không? Chấp kiếm nhân im lặng. Từ Nhu lại nói, đừng kỳ kèo nữa, mau bôi đi. Sau đó, nàng ấy bắt đầu làm phép. Chấp kiếm nhân im lặng một lúc mới đi tới trước mặt Diệp Quân, sau đó mở bình bạch ngọc ra, đổ lên người hắn rồi bắt đầu bôi, có thể nhìn ra nàng ta hơi căng thẳng. Cảm nhận được bàn tay mềm mại lướt qua cơ thể, Diệp Quân lập tức mất tập trung, bắt đầu suy nghĩ kỳ lạ, dù cảm thấy nghĩ như thế là sai, nhưng hắn vẫn không kiềm chế được bản thân. Lúc này, chấp kiếm nhân đột nhiên vỗ lên chỗ nào đó của Diệp Quân, giận dữ nói, đừng có cứng. Đừng có cứng. Nghe thấy lời của chấp kiếm nhân, Diệp Quân nhất thời hơi lúng túng, thật ra hắn cũng không muốn, nhưng hắn đâu kiểm soát được. Thấy chỗ nào đó của Diệp Quân không hề có dấu hiệu mềm xuống, chấp kiếm nhân lập tức giận dữ chừng hắn, người đang suy nghĩ cái gì đó. Từ Nhu chợt cất lời, đừng trách hắn, trong sách của đại tỷ từng nói đây là phản ứng bình thường. Chấp kiếm nhân tức giận nhìn Từ Nhu, tỷ cũng không phải người tốt lành gì. Từ Nhu cũng cạn lời. Chấp kiếm nhân không nói thêm gì nữa, nàng ta tiếp tục bôi thuốc cho Diệp Quân, dù nàng ta cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng bàn tay run rẩy vẫn bám đứng nàng ta. Lúc này Diệp Quân cũng không còn suy nghĩ gì khác nữa, vì hắn cảm thấy trong cơ thể như có một ngọn lửa bốc cháy. Dù có Từ Nhu giúp hắn trấn áp lực lượng đó, nhưng hiệu quả cũng không nhiều, hơn nữa cảm giác bốc cháy đó còn ngày càng dữ dội, như muốn hòa tan lục phủ ngũ tạng của hắn vậy. Lát sau. Chấp kiếm nhân đã bôi khắp lên người Diệp Quân, nàng ta đứng dậy, lạnh lùng đi tới một bên. Lúc này, Từ Nhu đột nhiên đè nhẹ lên bụng Diệp Quân. Oanh! Trong nháy mắt,
một lực lượng mạnh mẽ tuôn trào từ trong cơ thể Diệp Quân, sau đó biến thành một lớp màng mỏng bao phủ lấy cơ thể hắn. Từ Nhu rụt tay về, sau đó đứng dậy, cười nói, xong rồi. Diệp Quân chậm rãi đứng dậy, hắn nhìn lớp màng mỏng trên người mình, sau đó nhìn về phía Từ Nhu cười nói, điều động cây thần tự nhiên đi. Diệp Quân gật đầu, sau đó triệu hoán cây thần tự nhiên, trong nháy mắt, một sức mạnh tinh thuần lan ra từ trong cơ thể hắn, lạnh buốt, rất sảng khoái. Từ Nhu nói, chúng ta bắt đầu thôi. Sau đó, nàng ấy ngẩng đầu, hai tay kết ấn, một lát sau, nàng ấy đột nhiên chỉ về phía chân trời, mở. Vụt, chân trời lập tức nứt ra, một tia thần lôi màu tím nhạt đánh thẳng xuống. Từ Nhu và chấp kiếm nhân đồng thời lùi lại. Diệp Quân đang muốn phản kháng thì Từ Nhu chợt nói, đừng phản kháng. Không phản kháng. Diệp Quân sửng sốt, ngay lúc này, lôi kiếp kia đã đánh thẳng lên đầu hắn. Ngũ lôi đánh lên đầu, oanh. Diệp Quân nằm thẳng xuống đất, đầu óc trống rỗng, thân thể của hắn biến thành một màu đen, nhưng sau đó, trong người hắn và mặt ngoài cơ thể xuất hiện năng lượng màu xanh đậm, cùng lúc đó. Năng lượng vô cùng vô tận của cây thần tự nhiên cũng không ngừng tuôn ra từ bên trong, chữa trị thân thể của hắn. Không lâu sau đó, thân thể của hắn đã hồi phục lại như ban đầu. Thấy cảnh này, Từ Nhu bỗng khẽ thở phào, may mà còn có cây thần tự nhiên, nếu không thì hỏng đại sự mất. Chấp kiếm nhân nhìn thoáng qua nàng ấy, không nói gì. Sau khi thân thể của Diệp Quân hồi phục, Từ Nhu lại nói tiếp tục. Dứt lời. Nàng ấy cho lôi kiếp đánh xuống một lần nữa. Oanh! Diệp Quân lại bị lôi kiếp đánh trúng, đầu kêu ong ong. Một lát sau khi thân thể hồi phục, hắn lại tiếp tục. Cứ lặp đi lặp lại như thế, việc tu luyện cũng rất đơn giản, hắn không cần làm gì cả, chỉ đứng đợi sét đánh là được. Đương nhiên quá trình này cũng rất đau đớn, mỗi lần đều đau như chết đi sống lại, nhưng hắn vẫn cố gắng chịu đựng. Chút khổ sở này. Hắn vẫn có thể chịu. Thời gian dần trôi qua, thân thể của Diệp Quân như một món đồ sắt liên tục bị gõ trúng, sau đó bắt đầu có sự thay đổi. Thay đổi rõ ràng nhất là sức chịu đựng của hắn ngày càng cao. Trước đó mỗi lần bị đánh trúng, cả người hắn sẽ nám đen, sau đó cần có một khoảng thời gian mới có thể hồi phục, nhưng bây giờ khi bị lôi kiếp đánh trúng, thân thể của hắn sẽ không bị đen lại nữa, chỉ trở nên nhợt nhạt một chút, co quắp lại mấy cái mà thôi. Cứ thế một tháng trôi qua, thân thể hắn đã hoàn toàn chống lại được lôi kiếp, ngoài ra, thi thoảng trên cơ thể hắn còn có sấm sét lóe lên, trông rất đáng sợ. Thân thể lôi kiếp đã hình thành. Lúc này, lại một tia lôi kiếp đánh xuống. Diệp Quân đột nhiên bay lên cao, chém một kiếm về phía lôi kiếm kia. Thuật Trảm Thiên Bạt Kiếm. Lần này, hắn đã chồng chéo được 60 tia kiếm. Oanh! Dưới chiêu kiếm này. Lôi kiếp kia lập tức vỡ tan, biến thành vô số tia chớp bắn tung tóe trên chân trời. Thấy cảnh này, Diệp Quân lập tức vô cùng hưng phấn, sau khi nâng cao thân thể, uy lực của thuật Trảm Thiên Bạt Kiếm cũng tăng lên không chỉ 10 lần. Một kiếm chém xuống, dù là một vài tuế nguyệt đại đế cũng chưa chắc đỡ được. Còn mệnh vận đại đế thì hắn không dám chắc, nhưng hắn cảm thấy mệnh vận đại đế vẫn có thể chống lại chiêu kiếm này. Như nghĩ đến điều gì? Diệp Quân đột nhiên di chuyển đến trước mặt hai người Từ Nhu, hắn nhìn họ, thân thể này vẫn còn mạnh hơn được chứ? Từ Nhu lắc đầu, tạm thời thì không. Diệp Quân nghiêm túc nói, ta không sợ đau. Từ Nhu cười nói, ta biết, nhưng hiện tại thân thể của ngươi đã đạt đến giới hạn rồi, nếu muốn mạnh hơn thì phải triệu hoán huyết lôi, cơ thể ngươi hiện tại không chống lại được huyết lôi kia. Huyết lôi? Diệp Quân im lặng. Ngay cả chấp kiếm nhân và Từ Nhu cũng khó chống lại được huyết lôi, chắc chắn hắn hiện tại không thể nào chịu đựng được. Lúc này, chấp kiếm nhân đột nhiên lạnh lùng nói, người muốn trần truồng như thế mãi à? Nghe thấy lời của chấp kiếm nhân, Diệp Quân sửng sốt, sau đó mặt hắn đỏ lên, vội vàng mặc vào một bộ đồ xanh sạch sẽ tao nhã. Sau khi thay quần áo, khí chất của Diệp Quân lập tức thay đổi rất nhiều, thân thể hắn cao lớn, thẳng tắp như một cây giáo. Vì thực lực tăng lên, trên mặt còn mang nụ cười thản nhiên, khiến trên người hắn ít đi chút phong bạt, trở nên nho nhã hơn. Thật ra dù hắn là kiếm tu, nhưng luôn che giấu sự phong bạt, lúc tiếp xúc sẽ cho người khác cảm giác tao nhã lịch sự, không giống một kiếm tu, mà giống một người có học hơn.
Từ Nhu quan sát Diệp Quân, cười nói, tuấn tú lịch sự thật đấy. Chấp kiếm nhân nhìn Diệp Quân, đẹp trai thì có tác dụng gì? Ngốc chết đi được. Diệp Quân bị chấp kiếm nhân nhằm vào đã quen nên cũng không thèm để tâm, hắn nhìn về phía Từ Nhu tiền bối, lúc trước người nói nơi này có lôi thần ấn mà. Từ Nhu cười đáp, ta biết ngay là ngươi để ý cái này mà. Dứt lời, nàng ấy mở lòng bàn tay, một dấu ấn màu vàng bay lên cao, chân trời lập tức nứt ra, sau đó, một lôi ấn lớn bằng nắm đấm xuất hiện trên đầu mọi người. Lôi thần ấn. Nhìn thấy lôi thần ấn này, nét mặt Diệp Quân lộ vẻ xúc động, trong lôi ấn chứa đựng một năng lượng lôi hệ cực kỳ đáng sợ. Từ Nhu nói, con dấu này cũng là thần vật không có cấp bậc, người thu phục nó. Nó sẽ dung hợp vào trong cơ thể người, sau đó mỗi ngày liên tục rèn luyện thân thể và kiếm ý của ngươi. Nói một cách khác, chỉ cần ngươi thu phục được hắn, thân thể và kiếm ý của ngươi sẽ mạnh hơn mỗi ngày. Diệp Quân thầm thấy khiếp sợ, hắn nhìn về phía Từ Nhu, còn có thể như thế à? Từ Nhu gật đầu, đúng thế, quan trọng nhất là thứ này còn chưa có linh trí. Nếu ngươi thu phục được nó, một khi nó có linh trí, ngươi sẽ là chủ nhân đầu tiên của nó, ý nghĩa của hai chuyện này là hoàn toàn khác nhau. Diệp Quân hơi tò mò, ý nghĩa khác nhau. Từ Nhu cười nói, đúng thế, giống như tình đầu vậy, dù sau này nàng có bao nhiêu đàn ông, nhưng người đàn ông đầu tiên vẫn sẽ để lại ấn tượng sâu sắc. Đồng tâm nhất mệnh, đồng sinh cộng tử. Diệp Quân lập tức xa sầm mặt, Từ Nhu này đúng là điên rồi. Chấp kiếm nhân ở bên cạnh nghe thấy thế thì sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, nàng ta không nói gì mà thẳng thừng chém một kiếm về phía Từ Nhu. Sắc mặt Từ Nhu thay đổi, nàng ấy không ngờ chấp kiếm nhân đột nhiên ra tay, thế là lập tức vung tay áo, một ánh sáng mở lóe lên. Oanh! Ánh sáng vỡ tan, Từ Nhu lùi lại mấy nghìn trượng. Từ Nhu nhìn về phía chấp kiếm nhân, giận dữ nói, muội nổi điên cái gì vậy? Chấp kiếm nhân lạnh lùng nhìn Từ Nhu, chướng mắt tỉ. Từ Nhu nhíu mày, tỏ vẻ nghi ngờ, sao gần đây muội khó hiểu thế. Chấp kiếm nhân thu hồi tầm mắt, không quan tâm đến Từ Nhu nữa, khi thấy Diệp Quân cũng đang nhìn mình, nàng ta lập tức nổi giận, nhìn gì đấy. Diệp Quân không muốn cãi vả với nàng ta, hắn thu hồi tầm mắt, sau đó nhìn về phía Từ Nhu tiền bối, ta phải thu phục lôi ấn này thế nào đây? Từ Nhu đáp, đơn giản thôi, dùng sức mạnh thu phục nó. Diệp Quân nhíu mày, dùng sức mạnh thu phục. Từ Nhu gật đầu, đúng thế. Diệp Quân ngẫm nghĩ, sau đó nói, để ta thử xem. Dứt lời, hắn biến thành một tia kiếm quang bay lên cao. Từ Nhu nói, giúp hắn áp chế lôi kiếp của lôi ấn kia. Chấp kiếm nhân không trả lời. Diệp Quân ở chân trời vừa mới đến gần lôi thần ấn. Lôi thần ấn kia như nhận ra được nguy hiểm, đột nhiên bộc phát mấy trăm tia lôi kiếp bắn nhanh về phía Diệp Quân. Thấy cảnh này, Diệp Quân thầm thấy sợ hãi, nhưng hắn cũng không lùi bước, hắn lao về phía trước, chém xuống một kiếm. Oanh! Mấy tia lôi kiếp bị hắn dùng kiếm chém tan, nhưng sau đó, lại có nhiều lôi kiếp lao về phía hắn hơn. Diệp Quân bị đánh đến mức liên tục lùi lại, sau khi dừng lại, Diệp Quân thầm thấy sợ hãi. Hắn nhìn cánh tay mình, cánh tay phải đã tê dại, không còn chút cảm giác. Cũng may thân thể đã cứng rắn hơn, nếu không lần này hắn đã bị đánh tàn phế rồi. Bên dưới, Từ Nhu nhìn về phía chấp kiếm nhân, kiếm của muội có thể áp chế lôi kiếp này, giúp hắn đi. Chấp kiếm nhân quay đầu sang chỗ khác, nét mặt lạnh như băng. Mà lúc này, Diệp Quân lại xông lên một lần nữa, nhưng dù hắn có vung kiếm thế nào cũng không thể tiếp cận lôi thần ấn. Diệp Quân bị đẩy lui một lần nữa, hắn đang định ra tay thì một tia kiếm quang đột nhiên phá không bay tới, đẩy lui lôi kiếp trước mặt hắn. Chính là chấp kiếm nhân. Chấp kiếm nhân nhìn Diệp Quân bằng ánh mắt lạnh như băng, không nói một lời. Diệp Quân chân thành nói, cảm ơn. Nói xong, hắn xông về phía lôi thần ấn kia. Lôi thần ấn rung động dữ dội, vô số lôi kiếp đột nhiên bộc phát, thấy cảnh này, Diệp Quân lập tức hoảng hốt, lúc này. Chấp kiếm nhân lại xuất hiện bên cạnh hắn một lần nữa, nàng ta vung kiếm, vô số kiếm khí bay ra, áp chế toàn bộ những lôi kiếp kia. Diệp Quân nhìn chấp kiếm nhân bên cạnh, tỏ vẻ sửng sốt. Chấp kiếm nhân đột nhiên quay đầu nhìn Diệp Quân, giận dữ nói, còn nhìn gì nữa? Không mau đi đi. Nghe thấy thế,
Diệp Quân vội vàng biến thành một tia kiếm quang bay tới trước mặt lôi thần ấn, hắn giữ lấy lôi thần ấn kia, lúc này, Từ Nhu bên dưới cất lời, đưa nó vào trong ý thức. Diệp Quân làm theo, đưa nó vào trong ý thức. Ầm. Trong cơ thể Diệp Quân lập tức bộc phát ra sức mạnh lôi kiếp đáng sợ, may là thân thể của hắn đã được tăng cường, nếu không việc này cũng đủ khiến thần hồn của hắn tan biến rồi. Nhưng dù thân thể vô cùng mạnh mẽ thì Diệp Quân lúc này vẫn rất đau đớn, vì lôi thần ấn kia đang phản kháng, những tia lôi kiếp liên tục đánh lên cơ thể hắn, dần dần, thân thể hắn lại bắt đầu xuất hiện vết nứt. Lôi thần ấn cắn trả. Hiện tại Diệp Quân cảm thấy đau đớn chưa từng có, hắn không chỉ cảm thấy thân thể mình sắp nổ tung mà ngay cả thần hồn cũng như sắp căng cứng, ngoài ra, ý thức của hắn cũng dần mơ hồ. Thấy cảnh này, chấp kiếm nhân lập tức nhíu mày, nàng ta xoay người trở lại mặt đất, nhìn chằm chằm Từ Nhu nhún vai, đừng nhìn ta cũng không biết, bây giờ chỉ có thể dựa vào chính hắn mà thôi. Chấp kiếm nhân tức giận nhìn Từ Nhu, tỷ làm thế sẽ hại chết hắn đấy, tỷ biết không? Từ Nhu trầm giọng đáp, đời người luôn có chuyện ngoài ý muốn, chẳng phải là chuyện thường tình sao? Ý muốn con mẹ tỷ. Chấp kiếm nhân tức giận chỉ vào Từ Nhu, tỷ có biết hiện tại mình đáng ghét đến mức nào không? Bên ngoài nhìn giống một con người, nhưng bên trong thì sao? Tính toán từng ly, trăm phương nghìn kế gài bẫy hắn, hắn còn tin tưởng tỷ như thế, đối xử với tỷ như sư phụ. Từ Nhu chợt nổi giận, chúng ta và hắn vốn là kẻ thù. Muội nên nhớ kỹ điều này. Chấp kiếm nhân lạnh lùng nhìn Từ Nhu, đúng là kẻ thù, nhưng vũ trụ quan huyên chiến đấu với chân vũ trụ chúng ta chưa từng sử dụng thủ đoạn hèn hạ dơ bẩn như thế. Còn tỷ thì sao? Từ Nhu đáp, chỉ cần có thể giúp được đại tỷ, thủ đoạn có hèn hạ hơn nữa ta cũng sẽ làm. Ta cho muội biết, muội đừng có tức giận, ta là muốn lợi dụng hắn, để hắn chịu đựng vũ trụ kiếp thay đại tỷ đấy. Chấp kiếm nhân lắc đầu, ta không tán thành với hành động của tỷ và Bát Huyền. Dứt lời, nàng ta xoay người bay tới trước mặt Diệp Quân, nàng ta nhìn Diệp Quân đang nhăn nhó mặt với cảm xúc phức tạp, người đúng là một tên ngốc, bị hai người phụ nữ lừa gạt mà không biết. Dứt lời, nàng ta đột nhiên chỉ vào giữa chân mày Diệp Quân, sau đó, vô số lôi kiếp bay ra từ trong cơ thể Diệp Quân, rồi xông thẳng vào trong cơ thể nàng ta. Đồng tâm nhất mệnh. Từ Nhu ở bên dưới hét to, muội điên rồi sao? Sao muội lại thi triển cổ thuật bảo vệ tính mạng mà đại tỷ dạy muội, cái đồ ngu ngốc này. Đồng tâm nhất mệnh, cùng tim cùng mạng, đồng sinh cộng tử. Đồng tâm nhất mệnh. Đây chính là một cổ thuật được chân thần sáng tạo ra khi đang ở thôn thạch, khi thi triển nó có thể khiến người thi triển cùng một người khác đồng tâm đồng mệnh, sẻ chia thương tổn. Cả bốn tỷ muội đều từng thi triển cổ thuật này với nhau. Bản chất của nó là lấy mạng đổi mạng, nếu đổi không được thì cùng chết. Từ Nhu không ngờ chấp kiếm nhân lại thi triển cổ thuật này với Diệp Quân. Cần biết một điều rằng, ngoài bốn tỷ muội bọn họ, họ chưa từng thi triển cổ thuật này với bất kỳ người ngoài nào khác. Vào lúc này, chấp kiếm nhân cùng Diệp Quân tựa như đã thành một thể thống nhất. Muội ấy đã chia sẻ một nửa thương tổn từ Diệp Quân. Từ Nhu tức giận vô cùng, chấp kiếm nhân điên rồi sao? Xa nơi chân trời, chấp kiếm nhân cũng đang nhíu chặt mày, sắc mặt trở nên tái nhợt, nàng ta đã đánh giá thấp sức mạnh của lôi thần ấn rồi. Từ Nhu đứng cạnh đó, nhìn chấp kiếm nhân chằm chằm, không nói một lời, nhưng nàng ấy đã âm thầm luân chuyển thuật pháp, nếu thấy chấp kiếm nhân không thể chịu đựng nổi, nàng ấy cũng sẽ thi triển thuật đồng tâm nhất mệnh, chia sẻ thương tổn với chấp kiếm nhân. Cứ thế, Diệp Quân cùng chấp kiếm nhân liên tục hứng chịu phản phệ từ lôi thần ấn. Nhưng vì đã có chấp kiếm nhân chia sẻ một nửa thương tổn, Diệp Quân được thả lỏng hơn, nhưng hắn cũng không được nhàn rỗi, đã bắt đầu đi tới khống chế lôi thần ấn vào tay. Nửa canh giờ sau, sức mạnh lôi kiếp trên người Diệp Quân và chấp kiếm nhân dần tan đi, giữa hai chân mày của Diệp Quân xuất hiện một vết lôi ấn mờ mờ. Lôi thần ấn. Khi lôi thần ấn hoàn toàn ngưng tụ ra, chấp kiếm nhân đang đứng bên đột nhiên lùi lại liên tục mấy chục bước, suýt thì ngã xuống. Diệp Quân hít sâu một hơi, siết chặt nắm tay. Ầm, nháy mắt, một luồng lôi uy khủng bố từ trong cơ thể hắn bùng nổ ra ngoài, chỉ trong nháy mắt, lôi uy cực kỳ hùng hồn đã khuếch tán ra xa mấy vạn trượng, khiến cả đất trời rung chuyển. Diệp Quân nhìn xuống tay mình, lúc này hắn cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh, một sức mạnh vô tận chạy trong cơ thể, mà sức mạnh này được phát ra từ chính lôi thần ấn.
Theo như lời Từ Nhu, lôi thần ấn này sẽ liên tục rèn giũa kiếm ý và thân thể hắn, cũng tức là, thân thể cùng kiếm ý trong hắn sẽ liên tục được củng cố và mạnh lên từng thời từng khắc. Lại nghĩ tới điều gì đó, Diệp Quân chợt mở bừng hai mắt, ngay lúc ấy, trong mắt hắn có hai tia lôi quang lóe ra, quanh thân cũng có sấm sét lập lòe, chẳng khác nào một lôi thần. Diệp Quân nhìn về phía chấp kiếm nhân ở cách đó không xa, trông sắc mặt nàng ta như đã kiệt quệ, hắn vội phất tay áo, một luồng sáng xanh tràn về phía chấp kiếm nhân như thủy triều. Cây thần tự nhiên. Diệp Quân bước tới trước mặt chấp kiếm nhân nhíu chặt mày, lạnh nhạt hỏi, làm gì thế? Diệp Quân nói khẽ một câu, cảm ơn. Chấp kiếm nhân lạnh lùng nói, có gì mà phải cảm ơn? Ta cứu ngươi chỉ vì muốn tự tay giết ngươi, thế thôi. Diệp Quân nhìn chấp kiếm nhân, không nói gì, nhưng xúc cảm phức tạp đã trào dâng trong lòng. Chấp kiếm nhân cả giận quát, nhìn cái gì mà nhìn? Diệp Quân vô thức đáp, thấy tỷ đẹp. Vừa nói dứt lời, hắn cũng sửng sốt, mình nói gì vậy? Chấp kiếm nhân cũng ngẩn người, giận dữ quát lên, người muốn chết à? Dứt lời, nàng ta vung kiếm bổ về phía Diệp Quân, chiêu kiếm này ban đầu rất mạnh, nhưng không biết vì sao, càng về sau, lực càng yếu dần, tốc độ cũng càng chậm. Diệp Quân dễ dàng tránh được chiêu kiếm đó. Hắn nhìn chấp kiếm nhân đang giận dữ, cười nhẹ, ta không có ý gì khác, chỉ là một lời cảm thán thôi, quả thực tỷ rất đẹp mà. Chấp kiếm nhân nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, không nói một lời, nhưng cũng không tiếp tục đánh. Diệp Quân bị nàng ta nhìn lâu thì hơi mất tự nhiên, đành phải chuyển đề tài sang Từ Nhu đang đứng cạnh đó, Từ Nhu cô nương, đại tỷ của người đâu. Đến lúc này, Từ Nhu mới thong thả buông lỏng nắm tay giấu dưới tay áo ra, thuật pháp cũng tiêu tan, nàng ấy cười bảo, đại tỷ không có ở đây. Diệp Quân nghi hoặc, không ở đây. Từ Nhu gật đầu, sức mạnh của tỷ ấy ở đây, nhưng người thì không, cho nên, bọn ta cũng không biết sốt cuộc tỷ ấy ở đâu. Diệp Quân nhìn về phía chân trời, lòng càng nghi hoặc, chân thần không có ở đây, đây là điều hắn không lường tới. Từ Nhu chợt cười bảo, hiện giờ thực lực của ngươi đã được tăng mạnh, chúng ta nên đi thôi. Diệp Quân dứt bỏ băn khoăn trong lòng, cười cười, rời khỏi nơi này. Từ Nhu gật đầu, đúng vậy, tiếp theo đây, việc cấp bách nhất chính là phải đối kháng với Vĩnh Sinh Đại Đế. Diệp Quân nhìn Từ Nhu, hỏi, sau khi đối kháng với Vĩnh Sinh Đại Đế thì sao? Từ Nhu tươi cười, việc đó để sau hãng nói. Diệp Quân đột nhiên lùi lại mấy bước, nhìn thẳng Từ Nhu cô nương, để ta đoán thử nhé, sau khi đối kháng với Vĩnh Sinh Đại Đế, bước tiếp theo là đối kháng với Vũ Trụ Kiếp, có đúng không? Từ Nhu trợn to mắt, người đang nói cái gì? Diệp Quân nhẹ nhàng nói, Từ Nhu cô nương, người rất tốt với ta. Tốt giống như một vị sư phụ đối xử với đồ đệ vậy, ta cũng rất hy vọng người thực sự coi ta là đồ đệ, nhưng lý trí nói cho ta hay, người đi theo ta là có mưu đồ riêng. Người để mắt đến bảo vật của ta, hiển nhiên không phải, bởi vì cả tiểu tháp và cây thần tự nhiên, thậm chí cả kiếm hành đạo trước đây, người đều không có hứng thú. Nói đoạn, hắn nghiêm túc nhìn Từ Nhu, mãi cho đến khi người dẫn ta tới nơi này, ta mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Mục đích của người hẳn có liên quan đến đại tỷ của người. Để ta đoán xem, mục đích thực sự của người không phải là Vĩnh Sinh Đại Đế mà là Vũ Trụ Kiếp. Đương nhiên, thực lực của ta lúc này chắc chắn không thể nào đối kháng được với Vũ Trụ Kiếp, cho nên, nếu ta đoán không sai, âm mưu của người là muốn lợi dụng ta, kéo cha ta cùng cô của ta vào chuyện này, đúng không? Nghe Diệp Quân nói xong, nụ cười trên môi Từ Nhu đã biến mất. Chấp kiếm nhân cũng lặng lẽ nhìn Diệp Quân. Diệp Quân lại nói, trong những cuộc trò chuyện trước kia của chúng ta có thể cảm nhận được tình cảm của bốn tỷ muội các tỷ rất sâu nặng, đặc biệt là thái độ của các tỷ đối với chân thần, những việc làm của người từ trước đến nay đều vì đại tỷ chân thần đó, đúng không? Từ Nhu nhìn chòng chọc vào Diệp Quân, lát sau, nàng ấy chợt bật cười một tiếng, thản nhiên nói, ngươi quả vẫn rất thông minh, thực ra, ngay từ đầu ta đã rất lo. Lo rằng khi ta thực sự bắt đầu thực thi mục đích của mình, ngươi sẽ nhận ra được, bởi vậy, ta luôn phải hành động rất bí ẩn, hy vọng mọi thứ đều trông có vẻ tình cờ, nhưng thật không ngờ vẫn không qua mắt được ngươi. Thấy Từ Nhu đã thừa nhận, Diệp Quân khẽ gật đầu, tuy trong lòng đã sớm có đáp án nhưng lúc này vẫn cảm thấy rất phức tạp, đương nhiên, đó cũng chỉ là một chút phức tạp mà thôi.
Từ Nhu đột nhiên hỏi, người đoán được từ khi nào? Diệp Quân mở tay, giữa hai chân mày của hắn, lôi thần ấn từ từ xuất hiện, khi ta thôn tính lôi thần ấn này, Từ Nhu cô nương, nếu ta đoán không lầm thì khi ta thôn tính nó cũng là lúc ta đã lây dính nhân quả của vũ trụ kiếp rồi, đúng không? Từ Nhu cười lớn, người thông minh hơn cả tưởng tượng của ta đó. Diệp Quân nhìn Từ Nhu, lúc đầu bảo ta đi tìm Bát Huyền cũng là việc nằm trong kế hoạch của người, đúng không? Từ Nhu gật đầu, phải. Diệp Quân chậm chậm siết chặt hai tay, lại hỏi, vì thế, Bát Huyền phát sinh quan hệ cùng ta, cũng là việc nằm trong kế hoạch của các người. Từ Nhu gật đầu, phải. Diệp Quân gật gù, nói ta vẫn luôn rất nghi hoặc, nếu Bát Huyền chưa khôi phục ký ức, muội ấy chắc chắn sẽ không làm ra loại chuyện đó, có lẽ muội ấy còn chẳng hiểu loại chuyện đó nữa. Nhưng sau khi Bát Huyền khôi phục ký ức, theo lý mà nói, dù ta đứng trước mặt muội ấy thì cũng chỉ là một kẻ không quen biết mà thôi. Nếu đã chỉ là một kẻ không quen biết, vì sao đường đường là chân vô ngã lại phải phát sinh quan hệ với ta? Chẳng lẽ thật sự là vì trông ta quá đẹp trai? Nói đến đó, hắn lắc đầu cười, đương nhiên, vì tình cảm dành cho Bát Huyền, ta vẫn luôn không đào sâu tìm hiểu việc này. Từ Nhu cười khổ, không hổ là con trai của kiếm chủ nhân gian và Tần các chủ, nếu không lấy tình để bày kế, chỉ sợ thật sự không lừa được ngươi. Diệp Quân nhìn Từ Nhu cô nương, ta còn một vấn đề muốn hỏi. Từ Nhu gật đầu, ngươi hỏi đi. Diệp Quân thắc mắc, Bát Huyền ngủ với ta thì các vị có thể nhận được cái gì? Đây là nghi vấn lớn nhất của hắn. Từ Nhu trừng mắt, ngươi đoán thử coi. Diệp Quân lắc đầu, ngươi nói cho ta biết đáp án đi. Từ Nhu chỉ cười nói, nếu ngươi đoán không ra, ta sẽ không thể nói cho ngươi biết. Diệp Quân chỉ lặng lẽ nhìn Từ Nhu. Từ Nhu cười cười, ngươi không giết được ta. Diệp Quân bảo, liệu cô của ta có giết được người không? Nụ cười trên môi Từ Nhu thoáng cứng lại, nhưng chỉ trong giây lát, sắc mặt đã khôi phục như thường, là ai trước kia mới hùng hồn tuyên bố chỉ làm Diệp Quân? Sao hả, mới có vài ngày đã không chịu nổi, muốn gọi người lớn rồi. Diệp Quân nghe nàng ấy khích tướng cũng phải khen ngợi, tính toán chu toàn từng bước, lợi hại lắm. Từ Nhu nhìn Diệp Quân, nói ta biết ngươi không muốn tiếp tục làm theo kịch bản do người khác dựng lên, nhưng tình thế hiện giờ không do ngươi tự quyết được. Nói đến đây, nàng ấy chợt thở dài khe khẽ, thực ra, ngươi vẫn còn chưa đủ thông minh, nếu ta là ngươi, ta sẽ giả ngu không biết, sau đó vờ liên hợp với bọn ta để đối kháng với vĩnh sinh giới, còn ta, để hỗ trợ ngươi chống lại vũ trụ kiếp, ta sẽ để chân vũ trụ giúp ngươi, nhưng hiện giờ, ngươi chỉ có thể mang theo vũ trụ quan huyên của ngươi mà đấu với vĩnh sinh đại đế thôi. Diệp Quân bảo, ban đầu ta cũng định làm thế, nhưng ngươi có biết vì sao ta lại không làm như vậy không? Từ Nhu tò mò, vì sao? Diệp Quân nhìn chằm chằm vào nàng ấy, vì không đáng. Từ Nhu nheo mắt. Diệp Quân nói tiếp, Từ Nhu cô nương, người thuộc về chân vũ trụ, ta là người của vũ trụ quan huyên, người tính kế bẫy ta cũng là điều đương nhiên, ta lọt vào bẫy của người thì chỉ trách ta bất tài vô dụng, ta không giận, chỉ có một việc, ta hy vọng người đừng nên giấu ta, người biết Bát Huyền đang ở đâu, đúng không? Từ Nhu gật đầu, biết. Diệp Quân nói, ta muốn gặp muội ấy một lần. Từ Nhu nhìn Diệp Quân, ngươi chắc chứ? Diệp Quân gật đầu, chuyện giữa ta và muội ấy cũng nên có một kết thúc rồi, ngươi nói có đúng không? Sau một hồi trầm mặc, Từ Nhu mới nói, quả nên vậy. Diệp Quân hỏi, muội ấy còn ở thôn Thạch? Từ Nhu lắc đầu, ở nơi này. Lời vừa được thốt ra, thời không sau lưng Từ Nhu đột nhiên nứt toạc, một người con gái chậm rãi bước ra. Cô gái kia mặc váy dài, mặt đẹp như họa, dung nhan tuyệt thế, hai tay chắp sau lưng, khí thế vô địch. Ba cô gái ở đây không ai thua kém ai, đều thuộc hàng tuyệt sắc nhân gian. Diệp Quân chậm chậm đi tới trước mặt Bát Huyền, Bát Huyền nhìn hắn, sắc mặt bình thản, con ngươi không một gợn sóng, như thể đang nhìn một kẻ xa lạ. Diệp Quân nhìn Bát Huyền hồi lâu, bất chợt nở nụ cười, ta vẫn luôn nghĩ, nếu nhìn thấy muội, ta sẽ thế nào? Lòng rất thấp thỏm, rất khẩn trương, nhưng khi thực sự thấy muội rồi, ta mới hiểu được một điều, người ta thích, người ta yêu là Bát Huyền nơi thôn nhỏ đó, là Bát Huyền muốn ăn cơm ta nấu, là Bát Huyền có thể khóc lóc nửa ngày trời vì một con trâu, là Bát Huyền mải miết ăn vẫn chẳng thấy no, là Bát Huyền từng vì ta mà xông vào chân vũ trụ,
lấy tính mạng mình bảo vệ ta. Nói một hồi, mắt hắn đã trào lệ từ bao giờ, nhưng thấy muội, ta liền biết, bát huyền đó của ta sẽ không về nữa. Muội ấy, sẽ không về được nữa rồi. Liên quan gì tới tỷ? Nói đoạn, Diệp Quân quay lưng bỏ đi. Như hắn vừa nói, khi chưa trông thấy bát huyền, hắn thấp thỏm, khẩn trương, nhưng cũng rất chờ mong, hắn hy vọng có thể lại nhìn thấy bát huyền của trước kia. Nhưng lúc này, hắn đã phải thất vọng rồi. Khi vừa nhìn thấy cô gái trước mắt, hắn đã biết, cô nàng bát huyền luôn mải miết ăn mà ăn mãi không no của trước kia sẽ không trở về nữa. Vị trước mắt này không phải bát huyền, nàng ta là chân vô ngã. Giờ khắc này, hắn cũng hiểu ra, vì sao khi gặp lại lần ấy, đối phương không chịu đi cùng hắn. Nhìn theo bóng Diệp Quân chầm chầm đi xa dần, chân vô ngã siết chặt nắm tay dưới ống tay áo, nhưng sắc mặt nàng ta vẫn rất bình tĩnh, đáy mắt không một gợn sóng. Chấp kiếm nhân lặng thinh nhìn Diệp Quân đi xa, tay phải nắm chặt kiếm. Chẳng mấy chốc, bóng Diệp Quân đã biến mất khỏi tầm nhìn của ba cô gái. Chân vô ngã nhìn về hướng đó rồi chậm rãi nhắm mắt lại, tay phải đặt sau người càng nắm chặt hơn. Từ Nhu đột nhiên khẽ nói, hẳn là người của Vĩnh Sinh Đại Đế cũng đã đến. Nghe nói thế, chấp kiếm nhân quay phát lại, nhìn Từ Nhu, ánh mắt sắc như kiếm, tỷ cấu kết với Vĩnh Sinh Đại Đế. Từ Nhu bình tĩnh nói, việc này không thể trách ta, là bởi hắn sở hữu quá nhiều thần vật, đặc biệt là đạo ấn cùng với cây thần tự nhiên kia, Vĩnh Sinh Đại Đế nhất định muốn có bằng được. Chấp kiếm nhân nhìn chằm chằm vào Từ Nhu, không nói một lời. Từ Nhu cũng nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh như băng của chấp kiếm nhân, bình thản nói, cứ để cho nền văn minh Vĩnh Sinh cùng với vũ trụ quan huyên đấu đá nhau, chẳng phải rất tốt sao? Chấp kiếm nhân lẳng lặng quay đầu bỏ đi. Từ Nhu chặn trước mặt nàng ta, cả giận quát, Từ Kính, muội định làm gì? Liên quan gì tới tỷ? Chấp kiếm nhân không hề do dự, ngự kiếm bay lên, nhanh chóng biến mất ở chân trời. Từ Nhu đứng đó tức giận hậm hực, mặt tái xanh đi, muội ấy nổi nóng cái gì chứ? Chân vô ngã nhìn về phương xa, lẳng lặng không nói. Từ Nhu lại bảo, cái con người này, chỉ biết gây chuyện phiền phức, ta đến tức chết mất thôi. Nói đoạn, nàng ấy định đi theo ngăn cản chấp kiếm nhân, nhưng chân vô ngã đứng bên đã lên tiếng, thôi bỏ đi. Từ Nhu quay đầu nhìn chân vô ngã, ngạc nhiên vô cùng. Chân vô ngã không nói gì thêm, chỉ quay lưng rời khỏi đó. Trong một khoảng không mịt mùng, Diệp Quân ngự kiếm lướt đi, tốc độ đã tăng lên cực hạn. Việc cấp bách hiện nay là phải mau chóng quay về vũ trụ quan huyên. Bởi trực giác đã mách bảo hắn, Từ Nhu này rất có thể sẽ câu kết với Vĩnh Sinh Đại Đế để làm chuyện xấu, cần phải để vũ trụ quan huyên có chuẩn bị tâm lý trước. Đối với vị Vĩnh Sinh Đại Đế này, hắn không dám coi khinh, hơn nữa, giờ còn có thêm một Từ Nhu, nếu chân vũ trụ bắt tay với nền văn minh Vĩnh Sinh thì sẽ là tình thế vô cùng bất lợi cho vũ trụ quan huyên. Bởi vậy, phải mau chóng quay về vũ trụ quan huyên, chuẩn bị sẵn sàng. Đúng lúc này, ở phía trước, tại một nơi cách Diệp Quân nghìn trượng, thời không chợt hé mở, ngay sau đó, một người đàn ông trung niên đột nhiên xông ra. Tiếp đến là một quyền ấn ập thẳng về phía Diệp Quân dữ dội như sóng chiều. Quyền ấn vừa xuất hiện, toàn bộ ngân hà như sôi sục lên, khủng bố vô cùng. Mệnh vận đại đế. Sắc mặt Diệp Quân trở nên âm trầm, hắn biết, Từ Nhu sẽ liên hợp với văn minh Vĩnh Sinh để hành động, nhưng không ngờ đối phương lại tới nhanh đến thế. Chuyện hắn tới nơi này chỉ có chân vũ trụ biết. Vậy thì lý do người kia xuất hiện ở đây nhất định là vì đã biết tin này từ Từ Nhu. Không có thời gian suy nghĩ cặn kẽ hơn, Diệp Quân xông lên phía trước, rút kiếm chém một nhát. Là thuật Trảm Thiên Bạt Kiếm. 60 đạo kiếm chồng chéo lên nhau. Kiếm vừa chém ra. Ong! Một tiếng kiếm ngân vang lên giữa tinh không, nháy mắt, trong phạm vi 10 vạn trượng, thời không ầm ầm sụy đổ, sức mạnh khổng lồ này đã chém nát quyền ấn vừa xuất hiện. Ngay sau đó, một sức mạnh hủy diệt đất trời đã bùng nổ trước mắt hắn. Trong tinh không, hai người đồng thời lùi lại. Diệp Quân lùi về sau vạn trượng mới dừng được, hắn nhìn về phía trước, cách đó mấy vạn trượng, có một bóng người trung niên đang đứng. Người đàn ông trung niên kia khoác bộ đồ đen, vóc dáng cao lớn, vai dài ngực rộng, hai nắm tay siết chặt tựa cây chùy đồng, toàn thân rắn chắc tràn đầy sức mạnh.
Người đàn ông áo đen nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, đáy mắt thoáng một tia kinh ngạc, một kiếm tu còn trẻ như vậy đã đạt cảnh giới phá phàm, chẳng trách đế chủ muốn ta đích thân tới, nếu để người thường tới có lẽ khó mà bắt được ngươi. Nói đoạn, ông ta đột nhiên bước lên một bước, vung quyền đánh ra. Ầm ầm, quyền này hùng dũng ập về phía Diệp Quân hệt như hồng thủy đầy đổ đê điều, đáng sợ và khủng bố. Diệp Quân cảm thấy hô hấp cũng gặp khó khăn, lòng thoáng kinh hãi, vị mệnh vận đại đế này thật đáng sợ. Đọc full tại vietwaritia.vn. Không dám lơ là, Diệp Quân cũng dấn lên một bước, thúc phát lôi thần ấn rồi rút kiếm chém tới. Lại là thuật trảm thiên bạt kiếm. Khoảnh khắc kiếm này chém ra, một sức mạnh hủy diệt thời không bùng nổ trong đất trời, không hề yếu thế trước sức mạnh của quyền kia. Khi hai luồng sức mạnh va chạm vào nhau, luồng sóng xung khủng bố bùng nổ giữa tinh không, nháy mắt đã khuếch tán ra xa trăm vạn trượng, đồng thời cũng đẩy lùi Diệp Quân và vị mệnh vận đại đế kia về phía sau. Hai người dừng lại gần như cùng lúc, Diệp Quân vừa dừng lại thì ngẩng lên nhìn về phía vị mệnh vận đại đế ở xa xa, chớp mắt sau liền biến mất khỏi vị trí. Vèo, một luồng kiếm khí mang theo lôi quang xé toạc không trung, lao tới trước mặt vị mệnh vận đại đế. Tinh hà bị xé toạc. Trước một kiếm khủng khiếp của Diệp Quân, vị mệnh vận đại đế nọ lại không hề sợ hãi, ngược lại, trông ông ta như hưng phấn hẳn lên. Ông ta đột ngột xông tới, hóa thành một vệt sáng, vung tay đánh một quyền. Một quyền này như chứa nghìn vạn tia quyền phong, bao phủ lấy kiếm kia. Khoảng thời không này không thể chịu nổi sức mạnh do hai người đánh ra, nháy mắt đã sụp đổ. Ầm ầm. Quyền phong đan xen vào kiếm quang, không trung vỡ nát, Diệp Quân cùng vị mệnh vận đại đế kia cùng rơi vào một thời không thần bí, bốn phía tối đen như mực, trọng lực vô cùng khủng bố, nhưng hai người không hề dừng tay, lại tiếp tục lao về phía nhau. Đây là trận chiến đầu tiên sau khi đột phá của Diệp Quân. Từng chiêu kiếm đều là tấn công trực diện. Thực ra, khi đã đạt tới cấp bậc bọn họ, sức mạnh mới là điều cốt lõi, bất luận kỹ năng gì cũng đều chẳng quan trọng nữa. Bởi vì, chỉ một quyền một kiếm vung ra là đã có thể đánh sập một tinh vực rồi. Dầm. Bất chợt, một luồng quyền phong cùng một mảng kiếm quang đột nhiên nổ tung, hai người lại đồng thời lùi về sau. Ngay khoảnh khắc Diệp Quân bị đẩy lùi, một thanh kiếm chợt phi tới trước mặt người đàn ông áo đen, ông ta nhếch mép cười lạnh, đánh ra một quyền. Dầm. Phi kiếm tức thì bị đánh bay. Nhưng cũng đúng lúc này, lại một thanh kiếm bay tới. Lần này là Diệp Quân cầm kiếm đâm tới. Người đàn ông áo đen nheo mắt, chập hai tay lại. Kiếm của Diệp Quân bị ông ta kẹp chặt, khi ông ta đang định vận lực chấn vỡ kiếm, Diệp Quân đột nhiên buông tay, xông lên phía trước, đánh ra một quyền. Liệt thế thốn kình. Từ sau khi sức mạnh thân thể tăng lên, uy lực của liệt thế thốn kình này cũng tăng lên rất mạnh. Ngay khi thấy Diệp Quân bỏ kiếm đánh ra quyền kia, người đàn ông áo đen thoáng chút kinh ngạc. Không dám khinh thường, tay phải buông kiếm, vung lên đè mạnh xuống một cái. Dầm. Trong khoảnh khắc, ông ta lại bị đẩy lùi nghìn trượng. Sau khi dừng lại, người đàn ông áo đen kinh hãi trong lòng, nhìn về phía Diệp Quân, thốt lên, ngươi còn là một võ thần. Diệp Quân không trả lời, thoáng lắc mình, xông về phía ông ta. Bấy giờ người đàn ông áo đen cũng đã đánh đến nóng người, ông ta bất chợt xòe bàn tay, trong tích tắc. Một tia kim quang từ trong cơ thể ông ta bùng phát ra ngoài, giây lát sau, ông ta nắm chặt tay, đánh ra một quyền. Khoảnh khắc ấy, có vô số quyền ấn mang ánh kim bùng ra từ cơ thể ông ta. Dầm! Chỉ trong tích tắc, Diệp Quân đã bị đánh bay ra xa mấy vạn trượng. Khi hắn vừa dừng lại, người đàn ông áo đen phía xa cười lên ha hả, kiếm tu trẻ tuổi kia, nào, qua đây, bản đế sẽ cho ngươi thấy thực lực chân chính của ta. Vừa dứt lời, ông ta lại bước lên trước một bước. Một sức mạnh thần bí bất chợt phóng ra từ người ông ta, vọt lên cao, chỉ giây lát, sau lưng ông ta đột nhiên xuất hiện một pháp tướng ánh vàng cao lớn vạn trượng. Khi pháp tướng màu vàng kim này xuất hiện, khắp chốn thời không chẳng rõ tên này đột nhiên sôi trào, sau đó từ từ biến mất. Người đàn ông áo đen nhìn về phía Diệp Quân, cười lớn, nào, nhận lấy một quyền của ta. Dứt lời. Pháp tướng sau lưng ông ta bỗng cúi xuống, đánh một quyền về phía Diệp Quân. Quyền này mang khí thế và sức mạnh đạt tới một mức độ khủng bố trước nay chưa từng thấy.
khi quyền này được đánh ra, toàn bộ thời không chẳng rõ tên này liền tan biến. Xa xa, Diệp Quân thấy quyền phong kia ập tới, sắc mặt trở nên căng thẳng, nhưng hắn vẫn không hề sợ hãi, chân bước lên, tay đâm ra một kiếm. Một kiếm bất bại. Khi kiếm này được chém ra, luồng kiếm quang kèm theo vô số lôi quang tràn tới, cuốn đi tất cả. Một kiếm này của Diệp Quân đối đầu với một quyền khủng bố của pháp tướng kia, thoạt nhìn tưởng chừng quá nhỏ bé, nhưng khi kiếm chém lên nắm đấm màu vàng kim đó. Rầm. Nắm đấm màu vàng kim chấn động kịch liệt, sau đó nổ tung. Gần như cùng lúc, Diệp Quân cùng người đàn ông áo đen biến mất, giây lát sau, một quyền mang cùng một luồng kiếm quang đâm sầm vào nhau. Ầm ầm. Một luồng sóng xung khủng bố tản ra, nháy mắt đã khuếch tán xa vạn trượng. Diệp Quân lùi lại liên tục, khi đứng vững được, đang định tiếp tục đánh thì chợt hắn cảm nhận được điều khác thường, con người co rút lại, quay phắt người, sau lưng hắn, một thanh trường thương đang xé toạc thời không để lao tới. Lại một vị mệnh vận đại đế. Thương này có tốc độ cực nhanh, hơn nữa còn là đánh lén, vì thế, Diệp Quân chưa kịp có phản ứng đã bị đâm trúng ngực. Rầm. Trong nháy mắt, Diệp Quân bị đẩy bay xa mấy vạn trượng, dừng lại được thì ngực đã rách toạc. Máu tươi tuôn đầm đìa. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn lên, nơi đó có một người đàn ông áo trắng, tay cầm trường thương đang đứng sừng sững. Xa xa, người đàn ông áo đen thấy người áo trắng vừa tới liền tỏ vẻ không vui, Huyền Đế, ngươi ra tay làm cái gì? Huyền Đế liếc mắt về phía ông ta, nói, Mãng Đế, đế chủ có lệnh, cấp tốc lấy thần vật trên người kẻ này cùng đầu của hắn trở về. Mệnh lệnh của đế chủ. Nghe vậy, Mãng Đế thoáng nhíu mày. Huyền Đế lại nói, chớ lãng phí thời gian nữa, cùng ra tay đi. Dứt lời, ông ta đột nhiên biến mất. Vèo. Nơi trường thương phóng qua, tất cả đều rách toạc, thế tiến công hùng hổ không thể đỡ. Mãng Đế chỉ do dự giây lát rồi cũng biến mất. Hai đánh một. Xa xa, Diệp Quân thấy thế, sắc mặt tức thì trầm xuống, mẹ kiếp, hai kẻ này thật không biết võ đạo là gì. Không chỉ ỷ lớn hiếp nhỏ còn ỷ đông hiếp yếu. Không còn lựa chọn nào khác, Diệp Quân đành cắn răng, xông lên, kiếm khí vọt cao vạn trượng. Rầm. Giây lát sau, một luồng kiếm khí bị đánh nát, Diệp Quân bị đánh bay ra ngoài. Tuy thực lực của hắn đã tăng mạnh nhưng sao có thể đạt tới trình độ lấy một địch hai vị mệnh vận đại đế. Hơn nữa, hai người này còn là mệnh vận đại đế đến từ thời đại vĩnh sinh xa xôi. Huyền Đế nhìn Diệp Quân bị đánh bay, lạnh lùng nói, trước tiên cứ đánh nát thân thể hắn đã. Nói đoạn, ông ta đột ngột hóa thành một luồng thương mang, lao lên, trường thương xẹt qua tinh không, xé rách tất cả. Mãng Đế cũng xông lên, quyền phong cực mạnh của ông ta nhanh chóng bao phủ lấy Diệp Quân. Thấy hai người kia lại lao tới, đáy mắt Diệp Quân lóe lên một tia tàn nhẫn, hắn định kích hoạt huyết mạch của bản thân, nhưng đúng vào lúc này. Một luồng kiếm quang xẹt qua người hắn, đánh tới. Rầm. Huyền Đế bị luồng kiếm quang kia đẩy lùi. Mãng Đế vội vã dừng lại, nhìn về phía người con gái vừa xuất hiện cách Diệp Quân không xa. Chấp kiếm nhân. Diệp Quân thấy chấp kiếm nhân xuất hiện, vẻ mặt kinh ngạc không thể che giấu. Chấp kiếm nhân lạnh lùng nhìn hắn một cái, quay về vũ trụ quan huyên đi. Diệp Quân hỏi lại, vì sao? Chấp kiếm nhân cả giận quát. Hỏi nhiều thế làm gì? Mau quay về vũ trụ quan huyên của ngươi đi. Diệp Quân lắc đầu, nếu ta đi, tỷ sẽ bị hai người này hợp lực đánh. Chấp kiếm nhân đang định nói gì thì thời không sau lưng bọn họ chợt rung chuyển, giây lát sau, lại có hai vị mệnh vận đại đế chậm chậm bước ra. Chấp kiếm nhân trừng mắt với Diệp Quân, giờ thì hay rồi. Có muốn chạy cũng không chạy được, mẹ kiếp, người đàn ông khốn kiếp này làm ta tức chết mất. Diệp Quân, bốn vị mệnh vận đại đế. Đối mặt với đội hình này, sắc mặt Diệp Quân tức thì trầm xuống, hắn thật không ngờ, vị vĩnh sinh đại đế kia lại phái một lúc bốn vị mệnh vận đại đế tới, cần nhớ rằng lúc này hắn mới chỉ đạt tới cảnh giới chí tiên mà thôi. Chơi như vậy thì ai chơi lại chứ? Đương nhiên, hắn càng không ngờ tới là, chấp kiếm nhân lại tới giúp mình. Diệp Quân nhìn chấp kiếm nhân đang ở trước mặt, nỗi lòng phức tạp. Khẽ hỏi nàng ta tỷ tới làm gì? Chấp kiếm nhân không nhìn Diệp Quân, chỉ lạnh lùng đáp, tới xem ngươi chết như thế nào. Diệp Quân mỉm cười, mặc dù lời nói của nàng ta rất lạnh lẽo nhưng hắn lại cảm thấy lòng ấm áp.
Chấp kiếm nhân lại trừng mắt với hắn, cười cái gì? Có gì đáng cười? Diệp Quân nghiêm túc nói, tỷ tới giúp ta như thế sẽ làm hỏng kế hoạch của Từ Nhu. Chấp kiếm nhân quay đầu, nhìn đi nơi khác, sắc mặt lạnh băng, đợi lát ta cầm chân đám người này, người phải đi thật mau. Diệp Quân vừa muốn nói gì thêm thì chấp kiếm nhân đã nhẹ giọng bảo, chớ có cứng đầu, người mà ở lại đây thì chỉ còn một đường chết. Diệp Quân vẫn lắc đầu. Chấp kiếm nhân cả giận mắng, ngoan cố, ngu xuẩn. Diệp Quân nhìn về phía Mãng Đế ở xa xa, nói nhỏ, ta đi rồi, tỷ phải làm thế nào? Chấp kiếm nhân lẳng lặng quay đầu đi. Lúc này, Mãng Đế ở nơi xa xa bỗng lên tiếng, Trần Vũ Trụ các người đang chơi trò gì thế hả? Chấp kiếm nhân nhìn gã, Mãng Đế nghi hoặc hỏi, chấp kiếm nhân, lẽ nào vị Từ Nhu cô nương kia không nói cho cô biết rằng cô ta đã hợp tác với nền văn minh vĩnh sinh bọn ta rồi? Chấp kiếm nhân đáp, tỷ ấy hợp tác với các ngươi thì có liên quan gì đến ta? Mãng Đế nheo mắt, xem ra Trần Vũ Trụ các ngươi cũng không phải một lòng một dạ với nhau nhỉ. Huyền Đế đứng bên chợt nói, nếu cô ta muốn cứu người này thì giết cả đi, không cần nói nhảm với cô ta làm gì. Dứt lời, ông ta đột nhiên biến mất, gần như cùng lúc này, hai vị đại đế khác cũng đồng loạt ra tay. Thấy thế, Mãng Đế cũng không chần chờ. Xông thẳng tới chỗ Diệp Quân và chấp kiếm nhân. Bốn vị mệnh vận đại đế đồng thời ra tay, đó là một tình thế khủng bố cỡ nào. Chỉ riêng khí thế phát ra cũng đã đủ để phá hủy một mảnh vũ trụ này. Thấy cả bốn người đồng thời tấn công, ánh mắt chấp kiếm nhân trở nên lạnh lẽo tột cùng, nàng ta bước lên trước, hai ngón trỏ hai tay chắp lại, vung lên chém mạnh một nhát, quát to, mở. Vèo. Giữa hai chân mày chấp kiếm nhân đột nhiên có một thanh kiếm bay ra, chém thẳng về phía Mãng Đế đang cầm đầu đám mệnh vận đại đế tấn công lại đây. Rầm. Một kiếm bay ra, chém cho Mãng Đế phải lùi lại liên tục, giây lát sau đó, chấp kiếm nhân đột ngột hóa thành một tia kiếm quang, biến mất khỏi tầm mắt, ngay tiếp theo, hàng nghìn hàng vạn kiếm khí được chém ra, đẩy lùi cả ba đại đế còn lại. Thấy thế, bốn đại đế đều nghiêm mặt, lòng vô cùng khiếp sợ. Bọn họ không ngờ thực lực của chấp kiếm nhân lại mạnh đến thế. Chấp kiếm nhân cầm trường kiếm trong tay, lạnh lùng nhìn đám người trước mặt, quanh thân nàng ta đang tản ra một kiếm thế vô cùng hùng hồn. Cảm thụ được luồng kiếm thế hùng hậu ấy, Diệp Quân cũng kinh hãi hết sức. Trước kia hắn cho rằng, sau khi thực lực tăng lên, hắn cũng có thể đánh một trận với chấp kiếm nhân rồi, nhưng hiện giờ xem ra, chênh lệch giữa hai bên còn lớn lắm. Trước đó đối phương đánh với hắn đúng là đã nương tay nhiều, nếu không, chỉ sợ hắn đã chết cả chục lần rồi. Một cảm xúc phức tạp nổi lên trong lòng Diệp Quân. Vào lúc này, chấp kiếm nhân chợt túm vai hắn, sau đó hóa thành một tia kiếm quang, biến mất ở chân trời. Thấy thế, Mãng Đế lạnh mặt, hô to, đuổi theo. Ông ta vừa dứt lời, cả bốn vị mệnh vận đại đế đồng thời biến thành bốn vệt sáng đỏ, bay vút theo. Xa xa. Nơi tận cùng tinh hà, chấp kiếm nhân sách theo Diệp Quân xé rách thời không, bay về phía vũ trụ quan huyên. Diệp Quân nhìn chấp kiếm nhân đang gần kề trong gang tấc. Da rẻ người này trắng nõn, mặt mũi xinh đẹp hoàn mỹ, không có lấy một tì vết, tuy chỉ có thể nhìn nửa bên mặt nhưng vẻ đẹp đó vẫn khiến người ta hồi hộp khó thở. Dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của Diệp Quân, chấp kiếm nhân quay phát sang phía hắn, giận dữ mắng, nhìn cái gì? Diệp Quân rời mắt nhìn về nơi xa, im lặng không đáp. Chấp kiếm nhân lại trừng mắt, ta cứu ngươi chỉ vì không muốn để ngươi chết dưới loại thủ đoạn hèn hạ đó, không có ý gì khác, hiểu không? Diệp Quân gật đầu, ta biết, tỷ muốn tự tay giết ta. Chấp kiếm nhân lạnh lùng nói, biết thế thì tốt. Diệp Quân bỗng nở nụ cười. Chấp kiếm nhân lại giận dữ mắng, cười cái gì mà cười? Có gì đáng cười? Còn cười nữa là ta thọc chết ngươi đấy. Diệp Quân vội nói, vâng vâng, ta không cười nữa. Chấp kiếm nhân hung tợn chừng Diệp Quân một cái rồi quay đầu nhìn về điểm tận cùng tinh hà. Nhận thấy đám mệnh vận đại đế đang đuổi theo sát nút, nàng ta trầm ngâm một lát rồi nói, ngươi có thể liên lạc với người bên vũ trụ quan huyên các ngươi không? Diệp Quân lắc đầu, nơi này cách vũ trụ quan huyên quá xa. Chấp kiếm nhân chau mày. Diệp Quân còn muốn nói gì thêm, chấp kiếm nhân đã ngừng lại. Diệp Quân hỏi, sao vậy? Chấp kiếm nhân chỉ lẳng lặng nhìn về phía xa. Diệp Quân quay đầu nhìn lại, cách đó không xa,
từ thinh không đột nhiên xuất hiện một ông lão này mặc áo đạo sĩ, tay cầm phất trần, toàn thân không phát ra bất kỳ khí tức nào, như thể đã là một phần của toàn bộ tinh hà. Không muốn hắn bị người ta ức hiếp. Thoáng nhìn đã biết là một vị cao thủ. Bên cạnh ông lão mặc áo đạo sĩ còn có hai vị mệnh vận đại đế. Cũng vào lúc này, mãng đế cùng ba vị đại đế khác đã bay tới, chỉ cách hai người chừng nghìn trượng. Sáu vị mệnh vận đại đế cùng một ông lão mặc áo đạo sĩ. Thấy tình hình này, Diệp Quân nhíu chặt mày, dưới quyền của vị vĩnh sinh đại đế kia có 12 vị mệnh vận đại đế, hôm nay đã phái tới đây một nửa. Không đúng. Diệp Quân càng đăm chiêu suy tư, vĩnh sinh đại đế là một người cực kỳ tự phụ và cao ngạo, để đối phó với một kẻ có cảnh giới thấp như mình, không có khả năng phái ra một đội hình hùng mạnh như thế, rõ ràng đây chính là thủ đoạn của Từ Nhu. Hẳn Từ Nhu đã nói gì đó với vĩnh sinh đại đế, mới khiến ông ta để mắt đến mình như vậy. Diệp Quân đột nhiên cảm thấy cay đắng trong lòng, ban đầu hắn không hề đề phòng Từ Nhu chính bởi vì Từ Nhu luôn ở trong tháp. Hắn cho rằng cha mình sai nàng ấy tới hỗ trợ mình, quả thực, ban đầu nàng ấy cũng đã hỗ trợ rất nhiều. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ được rằng, âm mưu của Từ Nhu lại sâu xa đến thế. Cha để cho nàng ấy ở bên cạnh mình là muốn tăng thêm độ khó cho cuộc đời mình sao? Vào lúc này, Diệp Quân thật lòng nghĩ, năm xưa ông nội nuôi cha ở bên ngoài còn chưa triệt để. Người của Dương tộc ai cũng giỏi đào hố cho con trai ngã vào sứt đầu mẻ trán. Xa xa, ông lão mặc áo đạo sĩ nhìn chấp kiếm nhân, cười nói, chấp kiếm nhân, lẽ nào Từ Nhu cô nương chưa nói cho cô rằng chân vũ trụ các người đã hợp tác với nền văn minh vĩnh sinh bọn ta? Chấp kiếm nhân nhìn ông ta, giết một kẻ mới đạt cảnh giới chí tiên mà phải huy động 7 vị mệnh vận đại đế. Ông lão mặc áo đạo sĩ liếc nhìn Diệp Quân, cười nói, vị Diệp công tử đây đâu phải là một chí tiên bình thường, đương nhiên, cũng may có Từ Nhu cô nương nhắc nhở, bằng không. Nếu bọn ta chỉ phái một người tới thì có lẽ đã để hắn chạy thoát rồi. Nghe vậy, Diệp Quân lập tức trầm mặc, quả nhiên đúng là do Từ Nhu, người phụ nữ này hiểu biết rất rõ về hắn, tiếp theo đây, con đường của mình sẽ càng gian nan. Bên kia, ông lão mặc áo đạo sĩ lại nói, chấp kiếm nhân, hiện giờ bọn ta không muốn đối địch với chân vũ trụ, cho nên, nếu cô muốn đi thì cứ việc đi. Nếu không muốn đi thì đành phải thứ cho bọn ta không khách khí vậy. Chấp kiếm nhân quay đầu nhìn Diệp Quân, nói khẽ đi đi, nhé. Diệp Quân nhìn chấp kiếm nhân, ta cũng muốn đi, vì ta mà đi, bọn họ sẽ đuổi theo ta, như vậy tỷ sẽ không việc gì. Nhưng ta lại sợ, sợ tỷ liều mạng ngăn cản bọn họ. Chấp kiếm nhân quay đầu đi, lạnh lùng nói, ngươi tưởng bở nhiều quá, ta sẽ không liều mạng vì ngươi đâu. Đúng lúc này, Diệp Quân đột ngột xòe tay, khí thế của hắn đột ngột tăng vọt. Đạo ấn hiện ra. Có đạo ấn hỗ trợ, cảnh giới của Diệp Quân tăng lên tới Tuế Nguyệt Tiên. Sau khi đạt tới cảnh giới này, Diệp Quân lại một lần nữa huy động lôi thần ấn cùng cây thần tự nhiên. Có ba loại sức mạnh tụ hội, hơi thở của Diệp Quân đạt tới trình độ khủng bố trước nay chưa từng có. Thấy thế, ông lão mặc áo đạo sĩ kia nheo mắt, nói, đạo ấn. Mục đích chuyến này của bọn họ, một là giết Diệp Quân, hai là vì những thần vật trên người Diệp Quân. Những thần vật này, cái nào cũng là thần vật không có cấp bậc, vô cùng quý giá, đặc biệt là đạo ấn này, sở hữu đạo ấn có thể loại trừ vô số phong ấn mà chủ nhân bút đại đạo từng để lại. Mục đích lớn nhất của bọn họ lần này chính là lấy cho được đạo ấn kia. Diệp Quân đột nhiên vươn tay chạm vào mặt chấp kiếm nhân chỉ nhìn hắn, không hề tránh né. Nhìn gương mặt chấp kiếm nhân gần ngay bên cạnh, tay Diệp Quân tới sát bên gò má nàng ta lại đột nhiên dừng lại. Diệp Quân thu tay về, nhìn cô gái trước mắt, lòng có vạn lời muốn nói nhưng cuối cùng chỉ hóa thành hai chữ cảm ơn. Vừa dứt lời, thân mình hắn thoáng di chuyển, dưới chân xuất hiện một tia sét, ngay sau đó, hắn hóa thành một tia kiếm quang vút về phía tận cùng tinh hà. Cũng vào lúc này, thanh âm của hắn từ tận cùng ngân hà vọng về, Từ Nhu, chân vô ngã, ta biết hai người đang ở đây, đừng để tỷ ấy ra tay nữa. Ông lão mặc áo đạo sĩ cùng đồng bọn không để ý tới chấp kiếm nhân, đồng loạt hóa thành những tia sáng, đuổi theo Diệp Quân. Mục tiêu của bọn họ chỉ là Diệp Quân. Đáy mắt chấp kiếm nhân thoáng lóe lên một tia sáng lạnh, cổ tay lay động, định tấn công thì Từ Nhu và chân vô ngã đột nhiên xuất hiện bên cạnh nàng ta, chấp kiếm nhân chau mày nhìn họ.
Từ Nhu nói với Chấp Kiếm Nhân, muội đừng nói với ta là muội thích hắn đấy. Chân Vô Ngã cũng nhíu mày, nàng ta nhìn Chấp Kiếm Nhân, bấy giờ nàng ta cũng đã nhận ra điều bất thường. Ngay từ đầu, nàng ta thật không nghĩ tới mặt này, nhưng khi nghe Từ Nhu nói, nàng ta mới phát hiện Chấp Kiếm Nhân quả thật có điều không ổn. Chấp Kiếm Nhân nhìn Từ Nhu, Từ Nhu trầm giọng nói, Từ Kính, hắn chính là kẻ địch của chân vũ trụ chúng ta. Chấp Kiếm Nhân không đáp lời, chỉ bước về phía trước, nhưng Từ Nhu đã ngăn nàng ta lại. Từ Nhu bực tức nhìn Chấp Kiếm Nhân, muội điên đấy à? Muội thực sự rung động với hắn sao? Hả, đầu óc muội có vấn đề rồi à? Chẳng lẽ muội không biết hắn muốn xóa sổ chân vũ trụ hay sao? Chấp Kiếm Nhân nhìn Từ Nhu, chẳng phải tỷ nói hắn rất tuấn tú đó sao? Từ Nhu nổi giận, tuấn cái, Từ Kính, muội đừng có ngốc, hắn rất lăng nhăng, thật đấy, ta đi theo hắn bao lâu nay, người này nhân phẩm rất tệ, không chỉ háo sắc mà tính tình còn thất thường, rất nhiều tật xấu. Chấp Kiếm Nhân không nhìn Từ Nhu, chỉ tiếp tục bước đi. Lúc này, chợt có một luồng khí thế vô cùng khủng bố bao phủ lấy nàng ta. Chấp Kiếm Nhân quay đầu nhìn Từ Nhu, nói, cho nên, bây giờ tỷ muốn ra tay với ta sao? Từ Nhu nhìn Chấp Kiếm Nhân, ánh mắt lạnh lẽo, hắn có tử thù với nền văn minh vĩnh sinh mới là tình huống có lợi nhất cho chân vũ trụ chúng ta, ai cũng có thể đi cứu hắn, chỉ muội là không được. Thêm nữa, mong muội hãy nhớ kỹ thân phận của mình, muội là thần linh của chân vũ trụ, là thống lĩnh của quân cấm vệ, muội là người đi ra từ thôn thạch, chẳng lẽ muội muốn phản bội chân vũ trụ, phản bội thôn thạch, phản bội đại tỷ chỉ vì một gã đàn ông sao? Chấp Kiếm Nhân trừng mắt nhìn chòng chọc vào Từ Nhu, hai tay siết chặt, mỗi lời Từ Nhu nói tựa như một lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào tim. Từ Nhu còn định nói thêm điều gì, Chấp Kiếm Nhân đã nói khẽ, Từ Nhu, ta không muốn thấy hắn chết. Hả? Từ Nhu nổi giận quát lên, sao muội lại thích hắn chứ? Hả? Sao muội có thể? Nói đến đó, Từ Nhu lại chợt nhớ đến điều gì, con người có rút lại, bí cảnh vĩnh sinh, ở trong bí cảnh vĩnh sinh, đã xảy ra chuyện gì với hai người? Chấp Kiếm Nhân chỉ lẳng lặng nhìn Từ Nhu đang giận dữ, tỷ nói rất đúng, hắn là kẻ địch của chân vũ trụ, các người đối phó với hắn như thế không có gì sai, bởi nói sao thì chúng ta cũng là kẻ địch, nếu đã là địch thì có tính kế thế nào cũng không quá đáng, nhưng... Nói đến đây, nàng ta ngẩng đầu nhìn về nơi xa xôi trong không trung, nhưng ta vẫn muốn đi cứu hắn. Từ Nhu cả giận quát, vì sao? Vì sao? Chấp Kiếm Nhân chỉ khẽ cười, bởi vì muội không muốn hắn bị người ta ức hiếp. Dứt lời, nàng ta bỗng hóa thành một luồng kiếm quang, phóng vút lên cao. Càn rỡ! Trong thinh không, giọng Từ Nhu đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, một hơi thở cực mạnh đã khóa chặt luồng kiếm quang kia, ép chặt Chấp Kiếm Nhân lại một chỗ. Từ Nhu xuất hiện trước mặt Chấp Kiếm Nhân, nàng ấy nhìn Chấp Kiếm Nhân, lạnh lùng nói, nào! Để ta xem mấy năm nay kiếm đạo của muội có tiến bộ không. Nếu đã không khuyên được thì đành phải dùng vũ lực thôi. Chấp Kiếm Nhân không nhìn Từ Nhu, nàng ta quay sang nhìn Chân Vô Ngã, người phụ nữ trước mặt đây nếu thật sự còn chút ít tình nghĩa nào với chàng thiếu niên kia thì lần này thiếu niên ấy có thể được cứu rồi. Thấy Chấp Kiếm Nhân nhìn mình, Chân Vô Ngã chỉ trầm mặc một hồi rồi lắc đầu. Chấp Kiếm Nhân nhắm mắt lại, hai người cùng lên đi. Dứt lời, nàng ta đột nhiên vung kiếm. Trong không trung, Diệp Quân ngự kiếm bay đi. Sau khi cảnh giới tăng lên tới Tuế Nguyệt Tiên, tốc độ của hắn cũng tăng cao, nhưng vẫn không cách nào thoát khỏi sự đeo bám của đám cường giả phía sau, bọn họ vẫn bám sát không rời. Đột nhiên, sau lưng Diệp Quân truyền tới một tràng ngâm sướng cổ xưa. Diệp Quân chợt cảm thấy bất an. Ngay sau đó, thời không trước mặt hắn bất chợt rung chuyển, Diệp Quân phát hiện. Thời không nơi này đang chảy ngược, hắn đang chạy về phía trước nhưng giờ đây đã biến thành chạy về phía sau. Diệp Quân vô cùng kinh hãi, vội chém mạnh một kiếm xuống. Xoẹt! Kiếm quang rạch vỡ màn trời trước mắt. Lúc này, ông lão mặc áo đạo sĩ đã đứng trước mặt hắn, 6 vị mệnh vận đại đế bao vây xung quanh. Vậy là tổng cộng có 7 vị mệnh vận đại đế vây lấy Diệp Quân ở nơi này. Hơn nữa! Ông lão khoác áo đạo sĩ này còn là một vị thuật sư. Thấy tình cảnh trước mắt, sắc mặt Diệp Quân trầm xuống, với thực lực của hắn hiện nay, lấy một đánh một còn có chút khả năng thắng được, nhưng lấy một chống bảy thì tuyệt đối không có bất kỳ hy vọng thắng lợi nào.
Dù hắn có thiêu đốt sạch cả thân thể và linh hồn cùng với huyết mạch thì cũng không thể thay đổi kết cục ấy. Ông lão mặc áo đạo sĩ nhìn Diệp Quân, cười bảo, ngươi làm bọn ta rất bất ngờ đấy, chỉ mới tới cảnh giới chí tiên mà đã có thể đối kháng với mệnh vận đại đế, chớ nói ở thời đại này, dù là ở thời đại vĩnh sinh thì ngươi cũng xứng là bậc yêu nghiệt trong đám yêu nghiệt, thiên tài của giới thiên tài. Diệp Quân nhìn ông lão mặc áo đạo sĩ, ông là thuật sư của thời đại vĩnh sinh. Ông lão mặc áo đạo sĩ gật đầu, phải. Diệp Quân lại nói, ta từng gặp cổ thần sư, cũng từng gặp thần thuật sư, nhưng ta chưa từng gặp thuật sư của thời đại vĩnh sinh, có thể để ta tìm hiểu chút không? Ông lão mặc áo đạo sĩ cười nói, người muốn một đấu một với ta. Diệp Quân chăm chú nhìn ông ta, mong hãy chỉ bảo cho. Ông lão mặc áo đạo sĩ mỉm cười, cũng được. Nói đoạn, ông ta phất tay một cái. Đám cường giả đại đế đang vây quanh lập tức lùi sang một bên. Ông lão mặc áo đạo sĩ nhìn Diệp Quân, cười bảo, người đánh trước đi. Diệp Quân gật đầu, không nói gì thêm, ngay sau đó, hắn biến mất khỏi chỗ cũ, một luồng kiếm quang rạch toạc thời không, vọt tới, tiếp đó, Diệp Quân xuất hiện trước mắt ông lão mặc áo đạo sĩ kia, vung kiếm chém mạnh. 70 đạo trảm thiên bạt kiếm chồng chất. Thêm nữa, lúc này hắn còn thúc phát sức mạnh của lôi thần ấn cùng với sức mạnh của cây thần tự nhiên kết hợp với sức mạnh đạo ấn. Lần này, Diệp Quân thật sự dốc hết toàn lực. Một kiếm chém ra, vùng tinh hà quanh đây đột nhiên bốc cháy, sau đó từ từ tan biến, vùng tinh hà này hoàn toàn không thể chịu nổi sức mạnh từ một kiếm này của hắn. Ông lão mặc áo đạo sĩ kia vẫn bình thản như không. Khi Diệp Quân chém kiếm xuống, ông ta đột nhiên mở lòng bàn tay, một luồng kim quang tuôn ra từ đó, hóa thành một tấm khiên vàng che trước người ông ta. Rầm! Tấm khiên vàng rung lên kịch liệt, sau đó nứt vỡ, nhưng cũng vào lúc này, ông lão mặc áo đạo sĩ đột nhiên đẩy tay phải về trước. Chỉ là một động tác đẩy thật nhẹ. Rầm! Trong khoảnh khắc, Diệp Quân đã bị đánh bay ra xa mấy vạn trượng, hắn vừa dừng lại được thì khóe miệng đã tràn máu tươi. Diệp Quân cúi đầu nhìn xuống thân thể mình, lúc này, thân thể hắn đã xuất hiện vô số vết rạn nứt. Một chiêu đánh trọng thương. Diệp Quân lau vết máu nơi khóe miệng, ngẩng đầu nhìn về phía ông lão mặc áo đạo sĩ, ông ta cười nói, nếu ngươi đạt tới cảnh giới đại đế thì còn có thể đánh với ta một trận, tiếc rằng hiện giờ ngươi còn quá yếu. Nói đoạn, ông ta chỉ một ngón tay lên, cửu thiên thần lôi, đánh. Giây lát sau, trên đỉnh đầu Diệp Quân xuất hiện một tia sét, nó đánh thẳng xuống. Nhưng Diệp Quân không hề sợ hãi hay né tránh tia thần lôi này, hắn mặc cho nó bao phủ lấy mình. Thấy thế, ông lão mặc áo đạo sĩ nhíu mày, bởi vì ông ta vừa phát hiện, Diệp Quân không hề hấn gì, không chỉ thế, Diệp Quân còn đang hấp thu thần lôi do ông ta đánh ra. Ông lão mặc áo đạo sĩ nhìn Diệp Quân, gằn giọng, sức mạnh lôi kiếp. Diệp Quân hít sâu một hơi, nắm chặt hai tay, từng tia sét khủng bố đang không ngừng tuôn ra từ cơ thể hắn. Lúc này, ông lão mặc áo đạo sĩ đột nhiên chỉ ngón tay một cái, bất chợt, toàn bộ tinh không dấy lên một luồng gió lạnh. Xa xa, Diệp Quân đột nhiên trợn tròn mắt, bởi vì có một lưỡi đao gió chém tới trước mặt hắn. Lưỡi đao gió này ngoài mặt không có gì lạ, nhưng bên trong ẩn chứa một sức mạnh khủng bố làm Diệp Quân biến sắc, hắn không dám coi thường, tay phải cầm kiếm, chém mạnh một nhát. Trảm thiên bạt kiếm. Vẫn là 70 đường kiếm, bởi hiện nay, 70 đường đã là cực hạn của hắn. Liên tục chém hai kiếm, thân thể của hắn cũng bắt đầu không chịu nổi, cánh tay phải xuất hiện những vết rạn nứt. Rầm. Khoảnh khắc kiếm chém ra, kiếm quang bị lưỡi đao gió kia nghiền nát, Diệp Quân lùi lại liên tục. Trong lúc hắn bị đẩy lùi, lưỡi đao gió kia vẫn tiếp tục lao tới, chém về phía hắn. Thấy thế, Diệp Quân vô cùng khiếp sợ, rốt cuộc đây là loại gió gì mà ngay cả 70 đường kiếm của thuật trảm thiên bạt kiếm cũng không thể chém nát. Trong lúc hắn còn đang kinh sợ, lưỡi đao gió kia đã chém tới trước mặt. Đáy mắt Diệp Quân thoáng lóe lên một tia tàn nhẫn, tay vận lực chém xuống một kiếm nữa. Một kiếm bất bại. Kiếm này vừa chém ra, lưỡi đao gió kia run lên kịch liệt, bị chặn đứng, còn về phần Diệp Quân, cánh tay phải của hắn đã nứt toạc, máu tươi rầm rề. Vẫn không đỡ nổi lưỡi đao gió đó. Vào lúc này, Diệp Quân đột nhiên gầm lên, tay cầm kiếm đè mạnh về phía trước. Rầm. Lưỡi đao gió bị chém lùi. Xa xa,
Ông lão mặc áo đạo sĩ bỗng mở lòng bàn tay, lưỡi đao gió bay thẳng về lòng bàn tay ông ta, nhẹ nhàng nhúc nhích như một tinh linh. Ông lão mặc áo đạo sĩ nhìn Diệp Quân, mắt thoáng một tia khiếp sợ, kiếm ý của ngươi thật khó lường, có thể chống lại gió u minh của ta. Gió u minh à? Diệp Quân nhìn ông ta, tay phải siết chặt thanh kiếm, khóe miệng liên tục trào máu tươi, cánh tay phải của hắn cũng ròng ròng máu. Ông lão trước mắt này dường như có thực lực cao hơn rất nhiều so với những mệnh vận đại đế thông thường. Ông lão mặc áo đạo sĩ đột nhiên lên tiếng, tiếp tục. Nói xong, tay trái ông ta chạm nhẹ vào luồng gió u minh kia, thoáng chốc, gió u minh đã tăng vọt, hóa thành một lưỡi đao gió cao vạn trượng, chém mạnh về phía Diệp Quân. Xa xa, Diệp Quân thấy luồng gió u minh hóa thành lưỡi đao khổng lồ, hắn dùng mình, bước lên một bước, kiếm vực đột nhiên xuất hiện. Khi lưỡi đao gió khổng lồ kia tiến vào trong kiếm vực của hắn, sắc mặt hắn lập tức trở nên tái nhợt. Gần như cùng lúc, Diệp Quân hóa thành một luồng kiếm quang, chém mạnh lên lưỡi đao gió khổng lồ kia. Một kiếm bất bại. Ầm ầm. Lưỡi đao gió khổng lồ bị kiếm của Diệp Quân chém trúng, lập tức run lên kịch liệt, Diệp Quân lại chém mạnh xuống một kiếm. Ầm. Lưỡi đao gió khổng lồ bị nghiền nát, luồng gió u minh kia bị chém bay, ngay sau đó một thanh kiếm lao vút tới trước mặt ông lão mặc áo đạo sĩ, nhưng cũng vào lúc này, lòng bàn tay ông ta đột ngột giấy lên một ngọn lửa. Ngọn lửa kia nhanh chóng nuốt chửng kiếm quang của Diệp Quân. Diệp Quân cả kinh, thân mình run lên, vội vã lùi ra xa nghìn trượng, khi hắn dừng lại, thời không trước mặt đã hóa thành hư vô. Diệp Quân nhìn ý kiếm trong tay mình, ý kiếm của hắn cũng trở nên hư ảo. Thấy thế, Diệp Quân lập tức căng thẳng tột cùng. Hắn nhìn về phía ông lão mặc áo đạo sĩ đứng xa xa, trong lòng bàn tay ông ta, một ngọn lửa màu trắng đang nhảy múa. Khi ngọn lửa này xuất hiện, thời không trăm vạn trượng quanh nó bắt đầu từ từ hòa tan, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Ông lão mặc áo đạo sĩ nhìn Diệp Quân, cười nói, có biết đây là lửa gì không? Diệp Quân nói, xin được lắng nghe. Lúc này cây thần tự nhiên trong cơ thể hắn đang liên tục khôi phục thân thể cho hắn. Ông lão mặc áo đạo sĩ cười bảo, ta biết ngươi đang cố tình kéo dài thời gian để chữa trị thân thể, nhưng ta có thể nói cho ngươi hay, chênh lệch thực lực giữa hai chúng ta quá lớn, dù ngươi có lên tới cảnh giới đại đế thì cũng không phải là đối thủ của ta. Nói đoạn, ông ta dừng lại giây lát rồi mới tiếp tục, ngươi cũng là một nhân tài, cứ thế giết chết thì quả là đáng tiếc, hay là vậy đi, ta cho ngươi một con đường sống. Nếu ngươi đồng ý mang theo vũ trụ quan huyên của ngươi quy phục chúng ta, ta có thể đứng ra bảo đảm cho ngươi cùng vũ trụ quan huyên một con đường sống. Nghe thấy thế, Diệp Quân sửng sốt, lão già này lại còn muốn chiêu hàng hắn. Không chỉ có Diệp Quân sửng sốt ngạc nhiên, đám mệnh vận đại đế đứng sau lưng ông lão mặc áo đạo sĩ cũng rất bất ngờ trước điều ông ta vừa nói. Mục đích chuyến này của bọn họ là giết Diệp Quân, chiếm lấy các thần vật, chứ không phải tới khuyên hàng. Đương nhiên, họ cũng không dám chen lời. Ông lão mặc áo đạo sĩ này có địa vị cực cao ở Vĩnh Sinh giới, cao hơn bọn họ rất nhiều. Diệp Quân trầm mặc, như thể đang cân nhắc. Ông lão mặc áo đạo sĩ không thúc giục Diệp Quân, ông ta chỉ nhìn hắn, nở nụ cười thản nhiên. Thiếu niên này tuy vô cùng yêu nghiệt nhưng còn quá trẻ tuổi, không phải là đối thủ của ông ta. Nhưng vào lúc này, Diệp Quân chợt cười nói, người của nhà họ Dương ta, thà chết vinh còn hơn sống nhục. Ông lão mặc áo đạo sĩ gật đầu, nếu đã thế, ngươi cùng với vũ trụ quan huyên của ngươi cùng đi chết đi thôi. Nói đoạn, ông ta xòe tay, ngọn lửa kia đột nhiên bùng lên, một sức nóng khủng khiếp lan tỏa, thoáng chốc, thời không trong phạm vi mấy trăm trượng đã ầm ầm sụp đổ. Diệp Quân khẽ cười, vậy thì tới đi. Dứt lời, hắn chuẩn bị thiêu đốt thân thể cùng linh hồn mình. Nhưng cũng ngay khoảnh khắc đó, thời không sau lưng hắn chợt nứt ra. Một tiếng bước chân vang lên bên tai Diệp Quân. Ông lão mặc áo đạo sĩ nhìn về phía đó, mắt nheo lại, có vẻ nghiêm nghị. Sau lưng ông ta, đám mệnh vận đại đế cũng nhìn về phía người đứng sau Diệp Quân, ánh mắt căng thẳng. Diệp Quân từ từ quay đầu, khi nhìn thấy người vừa tới, hắn sững sờ. Bởi vì người này, hắn không hề quen biết. Ai vậy? Đó là một người phụ nữ. Người phụ nữ kia mặc áo bào trắng. Đứng thẳng tắp như một thanh kiếm, tay trái đặt ngang eo, bên hông dắt một hồ lô rượu. Người đó nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, bên môi treo một nụ cười nhẹ.
Diệp Quân ngập ngừng, cô. Nghe vậy, người phụ nữ hơi nhếch khóe miệng, nở một nụ cười tuyệt đẹp, thông minh lắm. Cô. Diệp Quân mỉm cười. Hắn biết, ngoài một người cô thích mặc váy trắng, hắn còn có mấy người cô nữa. Ngay khi nhìn thấy người phụ nữ trước mắt, hắn đã cảm thấy thân thiết vô cùng, bởi vậy mới bạo gan gọi một tiếng cô. Người phụ nữ áo bào trắng liếc nhìn Diệp Quân, nụ cười trên môi càng thêm rõ nét, rất giống ca. Diệp Quân hỏi, cha con nhờ cô tới bảo vệ con sao? Người phụ nữ áo bào trắng cười nói, phải, nhưng cũng do ta muốn tới thăm con một chút. Nói đoạn, bà ấy xoa đầu Diệp Quân, lùi qua một bên, để cô đánh cho. Diệp Quân lại lắc đầu, cô, để con đánh trước với một người được không? Người phụ nữ áo bào trắng nhìn Diệp Quân, thoáng kinh ngạc, đánh với một người. Diệp Quân gật đầu, bảy người cùng lúc thì hiện giờ con chưa đánh lại được, nhưng một thì con có thể thử xem. Người phụ nữ áo bào trắng nhìn hắn hồi lâu mới cười nói, cũng được. Diệp Quân cười cười rồi quay người nhìn về phía ông lão mặc áo đạo sĩ, cử một vị mệnh vận đại đế ra đấu đơn với ta, thế nào? Ông lão mặc áo đạo sĩ liếc nhìn Diệp Quân, cười nói, vậy phải xem vị cô này của ngươi có thể ngăn cản 6 người chúng ta không đã. Ông ta vừa dứt lời, sau lưng đã xuất hiện một kiếm khí màu trắng phóng nhanh tới. Ông lão mặc áo đạo sĩ nhíu mày, quay phát lại, mở lòng bàn tay, một bức tường lửa cao nghìn trượng xuất hiện trước người. Rầm, kiếm kia chém tới, bức tường lửa ầm ầm đổ sụp, sức mạnh ghê gớm đến độ đẩy văng ông lão mặc áo đạo sĩ ra sau mấy nghìn trượng. Lúc này, nơi ông lão mặc áo đạo sĩ từng đứng chợt có một người phụ nữ váy trắng đứng đó, làn váy như tuyết, không dính bụi trần, tay cầm trường kiếm, thân rong ròng cao, gương mặt đẹp như vẽ, trông chẳng khác nào một thần nữ giáng trần. Nhìn vị kiếm tu trước mắt, đám cường giả của Vĩnh Sinh giới lập tức căng thẳng. Diệp Quân cười chào người phụ nữ váy trắng, chào cô ạ. Người phụ nữ váy trắng quay nhìn Diệp Quân, mỉm cười, thật tuấn tú. Diệp Quân cũng cười theo, do gì chuyển đó. Nghe Diệp Quân nói thế, người phụ nữ váy trắng bật cười khẽ, dẻo mép. Diệp Quân cười cười, lúc này hắn cũng hơi bất ngờ, bởi vì có đến hai vị cô cùng tới một lần. Bên kia, người phụ nữ áo bào trắng nhìn ông lão mặc áo đạo sĩ, nói, nếu thằng nhóc này muốn đấu tay đôi thì hãy để bọn họ đấu đi, người thấy thế nào? Ông lão mặc áo đạo sĩ nhìn ngọn lửa trong tay mình, lúc này nó đã mở đi một chút. Thấy thế, ông lão mặc áo đạo sĩ khiếp sợ giật mình, vị kiếm tu trước mắt đây còn có thể gây thương tổn cho lửa thần vĩnh sinh của ông ta. Có lẽ mình đã đánh giá thấp thực lực của vũ trụ quan huyên rồi. Ông lão mặc áo đạo sĩ liếc nhìn người phụ nữ áo bào trắng cùng người phụ nữ váy trắng, suy tư một lát mới nói, nếu hắn đã muốn đánh với một người thì đấu đi. Nói đoạn, ông ta nhìn về phía đám mệnh vận đại đế, ai muốn thử. Vị huyền đế tay cầm trường thương chậm rãi đi ra, ông ta nhìn Diệp Quân, cười khẽ, ngươi thì cần gì phải đấu tay đôi. Cứ để hai vị cô của ngươi đánh đi, hai người bọn họ cũng có thể bảo đảm được phần nào rằng ngươi có thể rời khỏi đây an toàn. Diệp Quân cười bảo, không cần khiêu khích bằng ngôn từ, thế này đi, hai ta đánh với nhau một trận, chỉ hai chúng ta, không ai được xen vào, thế nào? Huyền đế nhìn Diệp Quân chằm chằm, ngươi chắc chứ? Diệp Quân gật đầu, chắc. Huyền đế lại liếc nhìn người phụ nữ váy trắng và người phụ nữ áo bào trắng, cười cười không nói gì. Diệp Quân hiểu ý đối phương, hắn quay sang hai vị cô, nghiêm túc nói, thưa hai cô, con muốn đấu tay đôi với người này. Nếu như con có thua trận thì cũng xin hai cô đừng nhúng tay vào. Người phụ nữ áo bào trắng nhìn Diệp Quân, con có chắc không? Diệp Quân lại gật đầu xác nhận, chắc ạ. Người phụ nữ áo bào trắng trầm ngâm một lúc rồi gật đầu, cũng được. Diệp Quân lại nhìn về phía huyền đế cười lớn, các vị, nếu lát ta đây thua trận thì cũng xin chớ ra tay, ai xen vào, ta không chỉ không cảm kích mà còn coi kẻ đó là kẻ địch, thù không đội trời chung. Nghe vậy, ông lão mặc áo đạo sĩ cùng đám mệnh vận đại đế đều lùi qua một bên. Người phụ nữ áo bào trắng cùng với người phụ nữ váy trắng cũng lui ra sau vạn trượng. Người phụ nữ áo bào trắng nhìn Diệp Quân đứng phía xa xa, khẽ nói, tên nhóc này cũng cao ngạo ghê đấy. Người phụ nữ váy trắng cũng nhìn về phía đó, đáy mắt toát lên nỗi lo lắng, đối với thực lực của Diệp Quân hiện giờ, bà ấy cũng không được rõ,
bởi vì đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt, nhưng sau cùng, bà ấy vẫn lựa chọn gửi niềm tin vào Diệp Quân. Thiếu niên đó, ánh mắt luôn tràn đầy sự tự tin. Xa xa, Huyền Đế nhìn Diệp Quân, cười nói, dám lấy cảnh giới chi tiên để khiêu khích mệnh vận đại đế, không thể không tán thưởng ngươi một câu, rất dũng cảm, khí phách bậc này, dù ở thời đại chúng ta cũng không có nhiều. Ngươi yên tâm, ta đây không định ỷ lớn hiếp nhỏ. Nói đoạn, ông ta xòe tay, nhẹ nhàng đè xuống, nháy mắt, cảnh giới của ông ta đã từ mệnh vận đại đế bị đè xuống cảnh giới chí tiên. Thấy thế, ông lão mặc áo đạo sĩ lập tức nhíu mày, vốn muốn nói gì nhưng cuối cùng vẫn quyết định giữ im lặng. Thiếu niên kia dám lấy cảnh giới chí tiên để khiêu chiến mệnh vận đại đế, nếu là bên phía vĩnh sinh giới thực sự làm ra hành vi ỷ lớn hiếp nhỏ thì thật quá mất mặt và hẹp hòi. Hơn nữa, Huyền Đế cũng có ngạo khí của mình, dẫu sao, để đạt tới cảnh giới mệnh vận đại đế này, tất cũng phải từng là bậc thiên tài trong giới thiên tài, yêu nghiệt giữa những yêu nghiệt, nay bị người ta khiêu chiến vượt mấy cảnh giới, với tính khí cao ngạo của ông ta, sao có thể chấp nhận. Sau khi áp cảnh giới xuống, Huyền Đế cười nói với Diệp Quân, bắt đầu đi. Diệp Quân nhìn Huyền Đế, xin được chỉ giáo. Dứt lời, hắn đã biến mất khỏi chỗ đứng. Có thể, chống đỡ được mà. Vèo. Một luồng kiếm quang xé rách thời không, vọt qua. Xa xa, Huyền Đế cười lớn một tiếng, xông lên phía trước, vung tay chém một thương. Một thương đánh ra như rồng như hổ, tinh hà cũng phải sôi trào. Tuy cảnh giới đã bị áp xuống nhưng khí thế phát ra trên người ông ta vẫn không hề suy chuyển, đặc biệt là phong thái cường thế không chỉ không giảm chút nào mà còn mạnh hơn trước. Hai người lần đầu thử sức đã lựa chọn đối chiến trực diện. Khi thương và kiếm va vào nhau, một luồng kiếm quang cùng với thương mang bùng nổ trước mặt hai người, hai luồng sức mạnh bùng ra, đẩy hai người chấn động đến mức phải lùi lại phía sau, nhưng khi Huyền Đế vừa lùi bước, tay phải đã nhấc thương ném về phía Diệp Quân. Vèo! Trường thương mang theo sức mạnh cực lớn xé rách không trung lao đi, những nơi nó lướt qua, thời không bị xé toạc, khí thế cực kỳ khủng bố. Tốc độ của thanh trường thương này cực nhanh, nháy mắt đã phóng tới trước mặt Diệp Quân. Mặc dù thương không ở trong tay người nhưng thế tiến công lại càng mạnh. Đối mặt với một thương đáng sợ này, Diệp Quân không hề lựa chọn lùi bước, mà giờ phút này, hắn cũng không thể lùi bước, hai tay hắn cầm chặt ý kiếm, mạnh mẽ bổ về phía trước. Một kiếm bất bại. Kiếm này phát ra khí thế không hề thua kém thương thế của Huyền Đế. Bất bại. Dù đối phương là mệnh vận đại đế, Diệp Quân hắn đây cũng không chút sợ hãi lùi bước. Cứ đánh thôi, chuyện đâu còn có đó. Mặc dù khí thế không kém nhưng sức mạnh lại thua nhiều. Dầm. Một kiếm của Diệp Quân chém xuống mặc dù cũng đã chém lùi cây thương này, nhưng chính bản thân hắn cũng bị đẩy lui mấy vạn trượng. Người vừa dừng lại, khóe miệng đã tràn máu tươi, hai tay cũng xuất hiện những vết rạn nứt chằng chịt, máu từ từ ứa ra. Chảy xuống ý kiếm trong tay, ý kiếm dần được nhuộm đỏ máu. Kiếm nhuộm máu. Thấy thế, sắc mặt đám mệnh vận đại đế bên kia lại trở nên nghiêm nghị hơn, lòng cũng vô cùng khiếp sợ, thiếu niên này thật quá yêu nghiệt, lại có thể đối đầu trực diện với Huyền Đế, cần biết một điều rằng tuy Huyền Đế đã ép cảnh giới của bản thân xuống nhưng nội tại của một vị mệnh vận đại đế vẫn còn đó không hề suy chuyển. Vậy mà vừa rồi, thiếu niên kia vẫn có thể trực tiếp đỡ chiêu. Điều này thật khiến bọn họ khiếp sợ. Xa xa, Huyền Đế xòe tay, trường thương bị kiếm của Diệp Quân chém bay đã trở về trong tay ông ta. Ông ta nhìn cây trường thương, trên đó cũng đã có không ít vết rạn nứt. Thấy thế, Huyền Đế thoáng nhếch mép rồi chợt cười lớn, thú vị đó. Tiếp tục. Dứt lời, ông ta đột nhiên xông lên, đâm một thương về phía Diệp Quân. Chiêu này hết sức đơn giản, chỉ là một nhát đâm không có bất kỳ động tác phức tạp nào đi cùng. Nhưng một thương đó lại ẩn chứa sức mạnh có thể tiêu diệt cả một mảnh tinh hà, đáng sợ nhất là, một thương này chém về phía Diệp Quân lại không có một chút sức mạnh tiết ra ngoài, ông ta đã dồn toàn bộ sức mạnh vào trong thân thương. Ông ta biết, thiếu niên trước mắt kia nhất định sẽ trực tiếp đỡ nhát thương này của mình. Chỉ cần hắn đỡ chiêu đó, dù thân thể của hắn có mạnh cỡ nào cũng sẽ không thể chịu nổi sức tấn công của nhát thương này. Ông ta muốn dùng một nhát thương ấn định thắng thua. Là một mệnh vận đại đế, hơn nữa, còn là một vị mệnh vận đại đế đến từ thời đại vĩnh sinh, dĩ nhiên ông ta cũng có sự kiêu hãnh của mình,
nếu phải đánh nhau suốt mấy trăm chiêu với một thiếu niên 18 tuổi thì dù cuối cùng có thắng cũng vẫn tính là thua mà thôi. Bởi vậy, ông ta cần tốc chiến tốc thắng. Một nhát thương ấn định sinh tử. Giờ khắc này, Diệp Quân cũng cảm nhận được sức mạnh khủng bố của nhát thương đó, hắn biết, đối thủ muốn dùng nhát thương này phân định thắng thua. Lùi. Hắn đã không còn đường lùi. Đối mặt với chiêu này, nếu lùi, tất sẽ rơi vào thế yếu, mà khi đấu tay đôi với cường giả bậc này, một khi ở vào thế yếu sẽ không còn phần thắng. Đương nhiên, Diệp Quân cũng chưa từng nghĩ tới chuyện lùi bước. Diệp Quân tiến lên, xông thẳng về phía trước, tay phải nắm chặt thanh huyết kiếm, ánh mắt lạnh lẽo, không một tia cảm xúc. Chỉ giây lát, khoảng cách vạn trượng giữa hai người biến thành gang tấc, Huyền Đế đã dồn toàn lực vào một thương đâm về ngực Diệp Quân. Ngay khi mọi người đều cho rằng Diệp Quân sẽ lấy kiếm chống đỡ, hắn lại để mặc mũi thương này đâm vào ngực mình. Không đỡ chiêu. Thấy thế, sắc mặt tất cả những người đang ở đây đều biến đổi kịch liệt. Đồ và người phụ nữ váy trắng cũng khiếp sợ tột cùng, hai người không ngờ Diệp Quân lại không đỡ chiêu đó, bọn họ căng thẳng và lo lắng vô cùng. Sắc mặt Huyền Đế cũng lập tức biến đổi, ông ta định lui lại thì cũng vào lúc này, Diệp Quân lại xông lên, huyết kiếm trong tay đâm vào bụng ông ta. Lấy mạng đổi mạng, Huyền Đế gầm lên giận dữ, vung quyền đánh ra, gần như cùng lúc, Diệp Quân buông kiếm, tay phải tung ra một quyền. Liệt thế thốn kình. Lại một lần nữa hắn lựa chọn chống đỡ trực diện. Rầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, Diệp Quân và Huyền Đế đồng thời bị đánh bay ra sau. Khi dừng lại được, sắc mặt Huyền Đế đã biến đổi kịch liệt, bởi vì ông ta nhận ra, bên trong cơ thể ông ta đang cháy lên. Huyền Đế vội nhìn xuống thanh huyết kiếm cắm vào bụng mình, hoảng sợ kêu lên, sức mạnh huyết mạch. Máu của Diệp Quân đã tiến vào trong cơ thể Huyền Đế, sau đó điên cuồng cắn nuốt huyết mạch của ông ta. Nhận thấy được sự khủng khiếp của huyết mạch phong ma này, Huyền Đế quả đoán hủy diệt thân thể mình, nhưng huyết mạch phong ma của Diệp Quân đã kịp dung hòa vào trong linh hồn của ông ta rồi. Thấy thế, không chỉ Huyền Đế mà đám cường giả ông lão mặc áo đạo sĩ đứng bên cũng lộ vẻ sợ hãi. Đây là dạng huyết mạch gì mà lại hùng mạnh đến biến thái như thế? Huyền Đế vội ngồi xuống, điên cuồng trấn áp, sự hung ác của huyết mạch đó đã khiến ông ta sợ hãi tột cùng. Bên kia, khi Diệp Quân sắp rơi xuống, một đôi tay nâng lên, đỡ lấy hắn, đó chính là người phụ nữ váy trắng. Người phụ nữ váy trắng nhìn Diệp Quân nằm trong lòng mình. Lúc này, miệng hắn liên tục trào máu tươi, cánh tay phải đã cong vẹo đi, trong cánh tay, xương cốt đã vỡ nát, vết đâm nơi ngực cũng không ngừng phun máu. Diệp Quân nhìn hai người phụ nữ trước mặt, bỗng nở một nụ cười, nhưng vì máu tươi vẫn đang trào ra nên nói cũng rất khó khăn. Hai cô, hai người, xem, nếu bọn họ không, lấy nhiều, đánh ít, con, một mình, cũng có thể chống đỡ, được mà. Nghe Diệp Quân nói vậy, người phụ nữ áo trắng và người phụ nữ váy trắng cùng sững sờ, hai người họ nhìn nhau với vẻ hơi kinh ngạc, thằng nhóc này đang chứng minh bản thân cho bọn họ thấy. Người phụ nữ váy trắng nhẹ nhàng lau vết máu trên khóe miệng Diệp Quân, cười nói, cô đến giúp con không cần cảm thấy gánh nặng gì cả, hiểu không? Diệp Quân mỉm cười, không nói gì. Nhìn thấy dáng vẻ quật cường của Diệp Quân, người phụ nữ váy trắng lắc đầu cười, chị thương cho tốt đi, còn lại giao cho ta. Diệp Quân gật đầu, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, trong cơ thể, cây thần tự nhiên nhanh chóng trị thương cho hắn. Người phụ nữ váy trắng đứng dậy, bà ấy xoay người nhìn Huyền Đế phía xa, lúc này, dưới sự trấn áp của Huyền Đế, linh hồn của ông ta dần khôi phục bình thường. Mặc dù sức mạnh huyết mạch của Diệp Quân rất mạnh, nhưng vẫn không thể dễ dàng giết chết một vị mệnh vận đại đế. Người phụ nữ váy trắng cầm kiếm, tà váy dài tung bay, dung mạo tuyệt thế, như tiên nữ cửu thiên. Bà ấy nhìn đám người vĩnh sinh giới, cười nói, một đấu một hay đánh hội đồng tùy các ngươi chọn, ta chấp hết. Ông lão mặc áo đạo sĩ nhìn người phụ nữ váy trắng, ta có nhiệm vụ nên không thể đấu riêng với ngươi được. Vừa dứt lời. Ông ta mở lòng bàn tay ra, trong nháy mắt, lửa thần vĩnh sinh và gió u minh trong tay ông ta cùng phóng lên trời, hóa thành hai con rồng khổng lồ, lao thẳng về phía người phụ nữ váy trắng. Cùng lúc đó, mấy vị mệnh vận đại đế cũng biến mất tại chỗ, tiến về phía người phụ nữ váy trắng. Người phụ nữ váy trắng bình tĩnh, xoay cổ tay, mũi chân gõ nhẹ, cả người hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên trời,
Một khắc sau, một luồng kiếm khí màu trắng vạn trượng từ trên trời giáng xuống, giống như một tấm màn trời. Người phụ nữ áo trắng ở bên cạnh cũng hóa thành một đạo kiếm quang phóng đi. Kiếm khí lan rộng vạn dặm, vạn vật chết lặng. Bùm! Hai con rồng khổng lồ bỗng sụp đổ, người phụ nữ váy trắng chém về phía ông lão mặc áo đạo sĩ, ông ta hơi nheo mắt, xòe bàn tay ra, một luồng sáng màu vàng bao phủ lấy ông ta. Bùm! Khi người phụ nữ váy trắng vung kiếm chém xuống, màn sáng bao phủ ông lão kia vỡ tan, một luồng sức mạnh mạnh mẽ đánh bay ông ta xa vạn trượng, ông ta còn chưa kịp dừng lại, người phụ nữ váy trắng lại đâm thêm nhát kiếm nữa. Nhìn người phụ nữ váy trắng chém tới, ông lão mặc áo đạo sĩ vô cùng kinh ngạc, kiếm đạo của người phụ nữ này thật đáng sợ, ông ta không dám khinh thường. Hai tay ông ta đưa lên, hơi nghiêng người về phía trước, thầm niệm thuật chú cổ, ngay sau đó, sau lưng ông ta xuất hiện một hư ảnh to lớn như núi. Hư ảnh khổng lồ như ngọn núi này có màu vàng, uy nghiêm hùng vĩ, nó đấm thẳng xuống, hàng vạn tia sáng vàng hiện ra, chấn động vũ trụ tinh hà. Bùm! Một quyền này ép người phụ nữ váy trắng phải dừng lại tại chỗ, tinh hà cũng lập tức trở nên sôi trào. Uy lực của quyền này đủ để chôn vùi vũ trụ tinh hà. Ông lão mặc áo đạo sĩ nhìn chằm chằm vào người phụ nữ váy trắng bằng ánh mắt hung ác, ông ta xòe bàn tay ra, sau đó nắm chặt thành quyền, lúc này, hư ảnh phía trên ông ta cũng lên quyền, đánh mạnh xuống. Bùm! Ngàn vạn tia sáng bùng phát từ nắm đấm khổng lồ đó. Dưới cú đấm này, cả vũ trụ tinh hà đều vô cùng nhỏ bé, giống như cát bụi. Lúc này, người phụ nữ váy trắng khẽ gõ ngón chân, cả người bay lên. Một đạo kiếm quang phóng ra. Đối đầu trực diện. Đối mặt với cú đánh này, kiếm của người phụ nữ váy trắng chỉ như con kiến trước núi, vô cùng tầm thường. Nhưng khi kiếm của bà ấy xuyên qua nắm đấm đó. Xẹt. Nắm đấm bị xé nát. Một giây sau, người phụ nữ váy trắng đã xuất hiện trước mặt ông lão mặc áo đạo sĩ, tay bà ấy cầm kiếm chém xuống. Rầm rầm. Hư ảnh sau lưng ông lão mặc áo đạo sĩ tan vỡ. Ông ta lùi về phía sau, thời không xung quanh không ngừng sụp đổ, vô cùng đáng sợ. Ngay khi ông lão mặc áo đạo sĩ dừng lại, lại một đạo kiếm quang nữa ập tới. Đồng tử ông ta co rút kịch liệt, chỉ vào giữa trán của mình, giận dữ quát, dùng máu của ta, dẫn ra tam tai nghiệp chướng, hiện. Bùm! Tinh hà bỗng trở nên yên tĩnh, ở phía xa, cơ thể người phụ nữ váy trắng đột nhiên bốc cháy ngùn ngụt. Tam tai nghiệp chướng. Đây là một loại cổ thuật xa xưa trong thời đại Vĩnh Sinh, vốn là tam tai xuất hiện khi Tuế Nguyệt Đại Đế đột phá mệnh vận Đại Đế. Bị ông lão mặc áo đạo sĩ dùng thuật pháp này khống chế, coi như là kẻ địch, cho dù đối phương không đột phá mệnh vận Đại Đế, ông ta cũng có thể khiến tai họa giáng xuống. Tai họa thứ nhất là lửa. Lửa này không phải lửa trời, cũng không phải lửa thường, mà là lửa người, phát sinh từ lục phủ ngũ tạng của kẻ địch, xuyên thấu toàn thân. Chỉ cần sơ suất ngũ tạng sẽ bị thiêu rụi, tứ chi thối giữa, máu thịt tan chảy, ngàn vạn năm hành đạo sẽ hóa thành hư ảo. Khi cơ thể người phụ nữ váy trắng bắt đầu bốc cháy, bà ấy khẽ cau mày. Lúc này, ông lão mặc áo đạo sĩ lại cười lớn, ông ta đang định thi triển tai họa thứ hai thì một luồng sức mạnh thần bí từ trong cơ thể người phụ nữ váy trắng tỏa ra, trong nháy mắt, ngọn lửa kia đã bị dập tắt. Sức mạnh vãng sinh. Thấy vậy, ông lão mặc áo đạo sĩ hơi sững sờ, ngay sau đó, người phụ nữ váy trắng đã xông tới trước mặt ông ta. Bùm! Một đạo kiếm quang chém xuống, ông lão mặc áo đạo sĩ bị đánh bay vạn trượng, vừa dừng lại, hai tay ông ta nhanh chóng kết ấn, bỗng chốc, vô số phù văn cổ xưa từ trong cơ thể ông ta phóng ra. Lúc này, một thanh kiếm xé không gian phóng tới. Kiếm vãng sinh! Nhát kiếm này vừa chém tới. Những phù văn xung quanh ông lão mặc áo đạo sĩ lập tức biến mất. Đồng tử của ông lão mặc áo đạo sĩ co rút lại, nhanh chóng dựng lên một tấm phù văn vàng kim. Bùm! Tấm màn chắn phù văn vàng kim tan vỡ, ông lão mặc áo đạo sĩ lại lùi về phía sau, nhưng lúc này, một thanh kiếm nữa lại phóng tới. Thấy vậy, ông lão mặc áo đạo sĩ vô cùng kinh ngạc, tự biết mình không phải đối thủ của người phụ nữ trước mặt, nên dứt khoát nói, rút! Rút! Vừa dứt lời, ông ta đã hóa thành một đạo phù quang biến mất ở phía cuối trời. Mấy vị mệnh vận đại đế đang khống chế người phụ nữ áo trắng nhìn thấy cảnh này cũng lập tức rút lui.
Bởi vì người phụ nữ áo trắng này cũng không dễ đánh, mà bây giờ ông lão mặc áo đạo sĩ đã rời đi, bọn họ không dám ở lại đánh tiếp. Hai người phụ nữ cũng không đuổi theo, bọn họ thu kiếm lại, đi đến bên cạnh Diệp Quân, lúc này, vết thương của Diệp Quân đã gần như bình phục. Diệp Quân chậm rãi mở mắt, nhìn hai người phụ nữ, hắn mỉm cười. Người phụ nữ váy trắng cười nói, cảm thấy thế nào? Diệp Quân vung mạnh tay. Bùm! Đột nhiên, trong cơ thể hắn bùng phát một luồng khí tức mạnh mẽ. Cảnh giới đạo tiên. Sau trận chiến với Huyền Đế, mặc dù bị thương nặng, nhưng trong cái rủi lại có cái may, hắn đã đạt đến cảnh giới đạo tiên. Người phụ nữ váy trắng cười nói, chúc mừng. Diệp Quân chậm rãi đứng lên, nghiêm túc nói, đa tạ hai vị cô đã giúp đỡ. Người phụ nữ váy trắng cười nói, khách khí gì chứ? Diệp Quân mỉm cười, không nói gì. Hắn biết hai vị cô này đến giúp đều là vì cha hắn, họ có tình cảnh sâu nặng với cha, cho nên mới ra tay giúp hắn. Họ nghĩ mình giúp hắn là điều đương nhiên, nhưng hắn tuyệt đối không thể nghĩ như vậy. Lần này, hắn đang rơi vào tình thế tuyệt vọng, cho nên phải tự suy nghĩ lại. Người phụ nữ váy trắng nói, về vũ trụ quan huyên đi. Diệp Quân định thần lại, nhìn hai người phụ nữ, hai vị cô cũng định đến vũ trụ quan huyên sao? Người phụ nữ váy trắng lắc đầu, ca ca không ở đó nên bọn ta không đi. Diệp Quân gật đầu, đang định lên tiếng thì người phụ nữ áo trắng đã cười nói, đi thôi. Diệp Quân cúi đầu hàng lễ, xin cáo từ hai vị cô. Nói xong, hắn xoay người ngự kiếm biến mất cuối tinh hà. Người phụ nữ váy trắng nhìn Diệp Quân biến mất cuối tinh hà, cười nói, tên nhóc này thật yêu nghiệt, còn trẻ mà đã đạt đến trình độ này đúng là không tầm thường, chỉ là hơi cứng đầu. Người phụ nữ áo trắng nói, hình như cậu ấy rất sợ bị chúng ta coi thường. Người phụ nữ váy trắng lắc đầu, không phải. Cậu ấy không phải muốn ra oai, mà là muốn cho chúng ta biết cậu ấy rất tài giỏi. Bà ấy cười nói tiếp, cũng không sai, dù sao cậu ấy cũng đi theo con đường kiếm đạo vô địch, đương nhiên là không thể quá ỷ lại người chống lưng. Người phụ nữ áo trắng hơi lo lắng, nhưng kẻ thù của cậu ấy còn mạnh hơn nhiều so với thời đại của ca ca. Người phụ nữ váy trắng gật đầu, vậy chúng ta ở lại đây lâu hơn chút, bảo vệ cậu ấy một đoạn. Người phụ nữ áo trắng, được. Vĩnh sinh giới. Tại nơi nào đó trong hư không, một người đàn ông trung niên đang ngồi khoanh chân trên mặt đất, hai tay chống lên đầu gối, tinh hà xung quanh hư hư thực thực, cực kỳ quỷ dị. Vĩnh sinh đại đế. Cách phía sau ông ta mấy vạn trượng, có 6 người mặc áo trắng cầm đao, lặng lẽ đứng đó. Lúc này, có mấy người từ xa đi tới. Chính là đám người ông lão mặc áo đạo sĩ. Ông lão mặc áo đạo sĩ chậm rãi đi tới trước mặt Vĩnh Sinh Đại Đế, cúi người hành lễ, đế chủ. Vĩnh Sinh Đại Đế mở mắt ra, thất bại rồi à? Vẻ mặt ông lão mặc áo đạo sĩ tối sầm lại, phía sau hắn còn có hai vị kiếm tu tuyệt thế. Vĩnh Sinh Đại Đế khẽ cười, hai vị kiếm tu tuyệt thế ư? Ông lão mặc áo đạo sĩ gật đầu, cực mạnh. Vĩnh Sinh Đại Đế chậm rãi đứng lên, duỗi tay, cười nói, như vậy mới thú vị. Ông ta quay lại bên cạnh, tịnh thần. Vừa dứt lời, một người đàn ông nho nhã bước ra. Vĩnh Sinh Đại Đế nhìn người đàn ông nho nhã, đã điều tra ra thân nhận của thanh niên kia chưa? Tịnh thần gật đầu, đó là con trai của kiếm chủ nhân gian, hiện là vua của vũ trụ quan huyên, cũng là thiên tài yêu nghiệt nhất trong vũ trụ quan huyên, phía sau còn có mấy cường giả bí ẩn, một người phụ nữ váy trắng, một vị kiếm chủ thanh sam. Vĩnh Sinh Đại Đế phất tay, những người này đều không liên quan, nói cho ta biết hắn có phải người của chủ nhân bút đại đạo hay không. Tịnh thần lắc đầu, mặc dù hắn có đạo ấn, nhưng không phải người của chủ nhân bút đại đạo. Hơn nữa trên người hắn cũng không có đại đạo thần vận, rõ ràng hắn không phải người mang thiên mệnh đời này. Vĩnh Sinh Đại Đế hỏi tiếp, có nghĩa là chủ nhân bút đại đạo không chống đỡ cho vũ trụ quan huyên. Tịnh thần gật đầu, đúng vậy. Nghe vậy. Vĩnh Sinh Đại Đế mỉm cười, nếu hắn không phải người của chủ nhân bút đại đạo, cũng không phải người mang thiên mệnh thì hãy giết hắn đi. Nghe Vĩnh Sinh Đại Đế nói thế, tịnh thần do dự chốc lát rồi trầm giọng nói, chuyện này không đơn giản như thế. Vĩnh Sinh Đại Đế nhìn tịnh thần, là thế nào? Tịnh thần trầm giọng nói, đế chủ, sau thời đại Vĩnh Sinh là thời đại thần đạo,
thời đại thần đạo tồn tại không được bao lâu đã bị chân thần của chân vũ trụ lật đổ. Chân thần của chân vũ trụ từng đánh nhau với chủ nhân bút đại đạo, không chỉ từng đánh nhau, mà có thể đã đánh bại chủ nhân bút đại đạo. Đánh bại chủ nhân bút đại đạo. Vĩnh sinh đại đế híp mắt, vung tay nói, không thể nào. Tịnh thần nhìn vĩnh sinh đại đế, vĩnh sinh đại đế nói, ta từng đánh nhau với chủ nhân bút đại đạo, thực lực của người này rất mạnh, không thể đoán được sức mạnh của ông ta, thế gian này không ai có thể đánh bại được ông ta. Tịnh thần muốn nói lại thôi. Vĩnh sinh đại đế cười nói, không phải ta tự phụ, từ khi ta thành danh, sáng lập ra nền văn minh vĩnh sinh, tự lập ra vĩnh sinh đại đạo, mấy ngàn vạn năm vô địch, ở thời đại của ta có rất nhiều người vô cùng tài giỏi nhưng bọn họ đều đã bị ta đánh bại, biến mất vào lịch sử. Có thể nói, ở trước mặt ta, cái gọi là mệnh vận đại đế và linh hồn của vũ trụ chẳng qua chỉ nhỏ bé như con kiến, nhưng cho đến khi chủ nhân bút đại đạo xuất hiện. Nói rồi nụ cười trên môi ông ta dần biến mất, ta chưa từng thấy ai có thực lực mạnh như người này, nếu nói có người đánh bại ông ta thì ta tuyệt đối không tin. Tịnh thần trầm giọng nói, nhưng cuối cùng nền văn minh thần đạo đã bị chân thần lật đổ. Vĩnh sinh đại đế hỏi ngược lại, vậy tại sao bà ta không giết luôn chủ nhân bút đại đạo? Tịnh thần im lặng không đáp, không thể trả lời vì ông ta cũng không biết, hơn nữa đây cũng là điều ông ta nghi ngờ. Vĩnh sinh đại đế cười nói, đương nhiên chúng ta không thể xem thường chân vũ trụ này. Tịnh thần trầm giọng nói, đế chủ, chân vũ trụ rất mạnh nhưng họ đã đánh nhau với vũ trụ quan huyên hàng ngàn vạn năm mà vẫn không thể tiêu diệt được vũ trụ quan huyên, thế nên chúng ta cũng phải thận trọng khi đối mặt với vũ trụ quan huyên. Vĩnh sinh đại đế mỉm cười nói, tịnh thần, ta biết vì năm đó chúng ta đã bị chủ nhân bút đại đạo đánh bại nên bây giờ ngươi trở nên cẩn trọng hơn. Thận trọng là tốt nhưng ngươi không nên thận trọng quá mức, sợ đông sợ tây sẽ đánh mất sự kiêu ngạo và chính trực. Tịnh thần lặng thinh. Vĩnh sinh đại đế nói tiếp, dù là vũ trụ quan huyên hay chân vũ trụ cũng đều là kẻ thù của chúng ta. Ông ta nhìn về tận cuối tinh không ở đằng xa, cười nói, nếu ta đã sống lại thì sẽ làm cho nền văn minh vĩnh sinh trở lại thế gian, cho người đời độc tôn vĩnh sinh đạo của ta. Thời đại này vẫn là của chúng ta. Tịnh thần nhắc nhở, từ nhu cô nương của chân vũ trụ muốn chúng ta và vũ trụ quan huyên cùng bị thua thiệt đấy. Vĩnh sinh đại đế cười nói, sao ta có thể không nhìn ra mưu kế đó của cô ta chứ, chẳng qua vừa đúng ý ta thôi. Tịnh thần nhìn vĩnh sinh đại đế, ông ta nói, thứ nhất, thanh niên đó có mang theo rất nhiều thần vật trên người, ta cần những thần vật của hắn, nhất là cây thần tự nhiên đó. Ta muốn dựa vào cây này để hồi phục vết thương của mình, thứ hai. Vũ trụ quan huyên yếu hơn chân vũ trụ, dễ tiêu diệt hơn, đợi đến khi vũ trụ quan huyên bị tiêu diệt, chúng ta sẽ quay lại dồn hết sức đối phó với chân vũ trụ. Ông lão mặc áo đạo sĩ ở một bên nhắc, đế chủ, hai vị kiếm tu đứng đằng sau thanh niên đó có thực lực hơn cả mệnh vận đại đế. Vĩnh sinh đại đế nhắm mắt lại, vậy theo các ngươi nghĩ nên tiêu diệt vũ trụ quan huyên trước hay chân vũ trụ trước? Tịnh thần trầm giọng nói, ý kiến của ta là chờ đợi. Cố gắng trưởng thành không vội xưng bá toàn vũ trụ. Ông lão mặc áo đạo sĩ cũng gật đầu, cách này là cách an toàn nhất, vì sau khi đánh nhau với vũ trụ quan huyên, ông ta cũng phát hiện vũ trụ này không tầm thường như thế, nếu như phát động chiến tranh bừa bãi, có thể sẽ bị tổn thất. Vĩnh sinh đại đế bỗng nói, bây giờ việc chúng ta cần làm nhất là gì? Nghe thế ông lão mặc áo đạo sĩ và tịnh thần đều sửng sốt, ngay sau đó sắc mặt hai người đều vô cùng khó coi. Bây giờ họ thiếu cái gì? Thiếu tiền. Thiếu linh khí. Mặc dù loạn tinh giới bị họ thu phục nhưng nơi này là đâu cơ chứ? Quả thật là một nơi rác rưởi. Không có linh khí, hơn nữa có cả một đống kiếp nạn, cho dù họ có đợi cũng cực kỳ đau đầu. Muốn phát triển ở nơi này khó như lên trời. Phải biết các cường giả xuất hiện lại ở thế gian của họ, cho dù là tu luyện hay trị thương đều cần một lượng nguyên khí rất lớn. Mà loạn tinh giới này rất hiếm linh khí, thiếu thốn tài nguyên, không thích hợp cho việc tu luyện và sinh sống. Lúc này vĩnh sinh đại đế lại nói, trước mắt chúng ta có hai lựa chọn, một là tiêu diệt vũ trụ quan huyên hoặc chân vũ trụ, hai là mở biên giới vũ trụ, đi tìm thế giới mới. Nói rồi ông ta nhìn hai người kia, các ngươi nghĩ cái nào đơn giản hơn? Hai người đều lặng thinh, chắc chắn là đi đánh hai thế lực kia. Phá vỡ biên giới vũ trụ. Nếu là ở thời kỳ đỉnh cao của vĩnh sinh đại đế, dĩ nhiên là có thể,
nhưng bây giờ sợ là rất khó. Vĩnh Sinh Đại Đế nói, chuẩn bị đi, tiêu diệt vũ trụ Quan Huyên trước. Tịnh Thần trầm giọng nói, phải cẩn thận với chân vũ trụ này. Vĩnh Sinh Đại Đế cười nói, người phụ nữ kia tự cho là thông minh nhưng bà ta không hiểu gì về ta, không hiểu khi đối mặt thực lực tuyệt đối, mọi âm mưu và thủ đoạn đều là mây khói. Chỉ cần ta lấy được cây thần tự nhiên, hồi phục vết thương, bà ta sẽ hiểu thế nào là tuyệt vọng. Đến lúc đó ta sẽ tự tay bóp nát đầu bà ta. Tịnh Thần định lên tiếng lại thôi, ông ta vốn dĩ muốn nhắc nhở đừng sơ suất khinh địch nhưng nghĩ lại thời đại bây giờ, chủ nhân bút đại đạo không còn thì quả thật đã không còn ai có thể đe dọa được Vĩnh Sinh Đại Đế nữa. Ngông cuồng. Ông ta thật sự có tư cách để tỏ ra ngông cuồng. Dù sao cả đời cũng chỉ bị đánh bại một lần. Vĩnh Sinh Đại Đế lại nói, Tịnh Thần, lần này ngươi dẫn đoàn đến vũ trụ Quan Huyên. Tịnh Thần nhìn Vĩnh Sinh Đại Đế, đế chủ. Nếu đã quyết định tiêu diệt vũ trụ Quan Huyên thì chi bằng để đế chủ đích thân ra tay chôn vùi Quan Huyên, không cho chúng có cơ hội. Vĩnh Sinh Đại Đế, ta có việc quan trọng hơn cần phải làm. Tịnh Thần tò mò hỏi, việc quan trọng hơn ư? Vĩnh Sinh Đại Đế cười nói, vũ trụ Quan Huyên chỉ là bước đầu tiên của chúng ta, kẻ địch thật sự của chúng ta là chân vũ trụ nên ta muốn cứu hết các cường giả bị phong ấn ở thế gian này ra, để họ có thể phục vụ cho ta. Tịnh Thần khẽ gật đầu, dẫn theo bao nhiêu người. Ông lão mặc áo đạo sĩ ở một bên nhắc, thực lực của vũ trụ Quan Huyên không hề yếu, không thể khinh thường. Vĩnh Sinh Đại Đế bình tĩnh nói, dẫn theo tất cả mọi người đi, sau khi tiêu diệt vũ trụ Quan Huyên xong thì tiếp quản luôn vũ trụ Quan Huyên, lấy vũ trụ Quan Huyên làm cơ sở lên kế sách với chân vũ trụ. Tịnh Thần gật đầu, tuân lệnh. Vĩnh Sinh Đại Đế xoay người biến thành một đường cầu vòng dài. Không lâu sau ông ta đi vào một hư không. Vĩnh Sinh Đại Đế xòe bàn tay ra, tiểu tháp xuất hiện trong tay. Vĩnh Sinh Đại Đế cười nói, tháp linh, người vẫn chưa suy xét sao. Ta nói cho người biết, năm đó thời đại Vĩnh Sinh không biết có bao nhiêu thần vật thần muốn nhận ta làm chủ nhưng ta có thèm bận tâm đâu. Tiểu tháp không nói gì. Vĩnh Sinh Đại Đế bật cười, tháp linh, người tồn tại cũng rất lâu, ta hỏi ngươi từ khi ngươi sinh ra đến nay. Có từng thấy cường giả nào mạnh hơn ta chưa? Tiểu tháp im lặng một lúc rồi nói chưa? Vĩnh Sinh Đại Đế bật cười, vậy ngươi còn không nhận chủ nhân sao? Tiểu tháp nói, ta còn một việc chưa hoàn thành, chuyện này khiến ta hối hận cả đời, nếu ngươi giúp ta hoàn thành, ta sẽ nhận ngươi là chủ, thế nào? Vĩnh Sinh Đại Đế cười nói, ngươi nói thử xem. Tiểu tháp nói, ta từng gây thù với một người, nếu sau này ngươi có thể giúp ta giết được người này. Ta sẽ nhận ngươi là chủ nhân. Vĩnh Sinh Đại Đế cười nói, chẳng phải chỉ là giết một người thôi sao? Người mà ngươi muốn giết là ai? Tiểu tháp nói, thiên mệnh váy trắng. Vĩnh Sinh Đại Đế nhíu mày, thiên mệnh váy trắng. Là ai thế? Tiểu tháp nói, một đại kiếm tu. Vĩnh Sinh Đại Đế lắc đầu khẽ cười, chỉ là đại kiếm tu, được thôi, đợi ta xử lý xong việc của ta, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi. Nói rồi ông ta biến mất vào tận cuối tinh không. Vũ trụ Quan Huyên. Sau khi về đến vũ trụ Quan Huyên, Diệp Quân lập tức đi tìm An Nam Tịnh. Trong tinh không, hai người chậm rãi bước đi. An Nam Tịnh nhìn Diệp Quân, sau đó nói, bọn ta cũng đã biết chuyện của nền văn minh Vĩnh Sinh rồi, đây là thời đại có trước thời đại văn minh thần đạo, năm đó chủ nhân bút đại đạo không giết chúng mà chỉ phong ấn chúng lại. Bây giờ nhóm cường giả năm đó đã phá vỡ phong ấn và xuất hiện trở lại trên thế giới. Diệp Quân trầm giọng nói, chắc hẳn chúng sẽ ra tay với vũ trụ Quan Huyên chúng ta. An Nam Tịnh gật đầu, không phải chắc hẳn mà là sắp rồi. Diệp Quân nhìn An Nam Tịnh bình tĩnh nói, người phụ nữ bí ẩn trong người cậu phản bội rồi sao? Diệp Quân ngạc nhiên, tiền bối sớm biết nàng ấy sẽ phản bội ư. An Nam Tịnh lắc đầu, ta đoán. Diệp Quân ngờ vực, đoán hả? An Nam Tịnh nói, nàng ấy là người của chân vũ trụ, đi theo cậu chắc chắn có mưu đồ. Diệp Quân khó hiểu, vậy tại sao cha ta còn để nàng ấy đi theo ta? An Nam Tịnh nhìn Diệp Quân, nàng ấy có đem đến lợi ích cho cậu không? Diệp Quân im lặng không nói. Quả thật là có lợi ích, hơn nữa còn không ít. An Nam Tịnh chuyển đề tài, nếu nền văn minh Vĩnh Sinh phát động chiến tranh với vũ trụ Quan Huyên. Vậy thì người được lợi cuối cùng chắc chắn là chân vũ trụ, cậu gặp Vĩnh Sinh Đại Đế rồi, người này thế nào?
Diệp Quân trầm giọng nói, vừa bước ra đã tự xưng mình vô địch. An Nam Tịnh khẽ gật đầu, ta hiểu rồi. Diệp Quân nhìn An Nam Tịnh, tiền bối hiểu gì cơ? An Nam Tịnh bình tĩnh nói, chuẩn bị chiến đấu đi. Vẻ mặt Diệp Quân cứng đờ. An Nam Tịnh nói, ta đi gọi người. Dứt lời, bà ấy xoay người đi biến thành dài cầu vòng dài rồi biến mất ở tận cuối tinh không. Diệp Quân đứng đó nhìn vào tinh không, lặng thinh một lúc rồi mới xoay người rời đi, vừa xoay người lại, một cô gái bước đến trước mặt hắn. Chính là Nạp Lan Ca. Nạp Lan Ca nhìn hắn, nụ cười động lòng cười xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp tuyệt thế. Nhìn thấy Nạp Lan Ca, Diệp Quân nở nụ cười, hắn bước đến trước mặt Nạp Lan Ca rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Nạp Lan Ca đỏ mặt, quanh đây còn có người đấy. Diệp Quân bật cười, có người thì sao chứ? Huynh ôm vợ mình, điều này chính đáng. Nạp Lan Ca nhìn Diệp Quân, đôi mắt hiện lên nụ cười, sao huynh lại vui đến thế? Diệp Quân khẽ ôm Nạp Lan Ca, nói, nhìn thấy muội nên rất vui. Nghe thế, Nạp Lan Ca lại nở nụ cười động lòng người, hai tay cô ôm lấy hông Diệp Quân khẽ nói, thấy huynh, muội cũng rất vui. Diệp Quân vừa định nói gì thì Nạp Lan Ca bỗng nói, Nam Cung Tuyết cô nương rất xinh đẹp đó thì sao? Nghe thế, vẻ mặt Diệp Quân trở nên mất tự nhiên. Nạp Lan Ca nhìn Diệp Quân, cười nói, không phải muội muốn giám sát huynh, là mẹ lo cho huynh nên để lại một đội mật thám, thế nên. Diệp Quân cười khổ, thật sự hết cách giải thích mà. Nạp Lan Ca bỗng hỏi, Nam Cung Tuyết cô nương đẹp hơn muội sao? Câu hỏi chết người. Diệp Quân bỗng kéo tay Nạp Lan Ca, khẽ nói, không nói chuyện này nữa được không? Nạp Lan Ca nhìn Diệp Quân, tại sao? Diệp Quân ôm Nạp Lan Ca, dịu giọng nói, vì huynh không muốn nói đến cô gái khác trước mặt muội. Nghe thế, lòng Nạp Lan Ca mềm nhũn. Diệp Quân bỗng cúi người hôn Nạp Lan Ca, không biết tay phải nắm lấy cái gì, lúc này Nạp Lan Ca không chỉ mềm lòng mà cả người cũng mềm nhũn. Định mệnh chớ trêu. Vợ chồng xa nhau lâu ngày. Chỉ cần làm không chết thì sẽ làm hết mình luôn. Vài ngày sau, Diệp Quân rời khỏi đại điện, hắn tìm được Diệp Khải. Bây giờ Diệp Khải là đối tượng bồi dưỡng quan trọng của vũ trụ quan huyên, có tinh vực tu luyện của riêng mình. Khi nhìn thấy Diệp Khải, Diệp Quân thấy hơi ngạc nhiên, vì hắn nhận ra Diệp Khải đã đạt đến cảnh giới tuế nguyệt tiên. Hai huynh đệ gặp nhau trong tinh vực tu luyện, cả hai đều rất vui mừng. Diệp Khải cười nói, Diệp Quân huynh, tập luyện chút nhé. Diệp Quân bật cười, được. Hắn cũng muốn luyện với Diệp Khải để xem thử sức chiến đấu của Diệp Khải thế nào. Diệp Khải nghiêm túc nói, Diệp Quân huynh, chúng ta đánh một chiêu để quyết định thắng thua. Diệp Quân gật đầu, được. Diệp Khải bỗng lùi về sau cả trăm trượng, y xòe bàn tay ra, chín pháp tắc xuất hiện sau lưng y, sau đó một cánh cổng ánh sáng cổ xuất hiện. Pháp môn. Sau khi pháp tắc này xuất hiện, tinh vực tu luyện bỗng sôi trào, từng uy lực đáng sợ liên tục lan tràn ra từ trong tinh không, cực kỳ đáng sợ. Thấy thế, ánh mắt Diệp Quân hiện lên vẻ kinh ngạc, thực lực của Diệp Quân cũng tiến bộ hơn không ít. Lúc này Diệp Khải nhìn Diệp Quân ở đằng xa, bật cười, Diệp Quân huynh, cẩn thận nhé. Nói rồi y giơ chân phải lên, cả người biến thành tia cầu vòng dài đánh về phía Diệp Quân. Sức mạnh của chín pháp tắc tụ lại cả người, sức mạnh này lập tức phá vỡ từng tấc nơi tu luyện. Thấy thế Diệp Quân lại càng kinh ngạc hơn, sức mạnh của chín pháp tắc này mạnh hơn hắn nghĩ, cũng không dám xem thường, hắn tiến đến một bước, vung kiếm lên chém. 50 nhát kiếm thuật chạm thiên bạt kiếm chồng chéo lên nhau. Ầm, một tiếng nổ chói tai vang vọng khắp tinh không, sau đó một bóng người liên tục lùi về sau. Chính là Diệp Khải. Lúc này tinh vực tu luyện xung quanh vỡ vụn. Diệp Khải cách đó không xa lùi lại cả ngàn trượng mới dừng lại, chín pháp tắc vây quanh bên cạnh y. Diệp Khải lau vết máu ở khóe miệng, sau đó ngẩng đầu nhìn Diệp Quân ở đằng xa, cười khổ, đánh không lại. Y có thể cảm nhận được Diệp Quân chưa đánh hết sức. Diệp Quân bước đến trước mặt Diệp Khải, hắn khẽ cười, sau đó xòe bàn tay ra, một chiếc nhẫn xuất hiện trước mặt Diệp Khải. Diệp Khải khó hiểu, Diệp Quân huynh, đây là... Diệp Quân nói, một phần truyền thừa thượng cổ ta lấy được lúc ở loạn tinh giới, phù hợp với đệ. Diệp Khải định từ chối không nhận, nhưng Diệp Quân lại đặt chiếc nhẫn vào trong tay y, cứ xem trước đi đã.
Diệp Khải nhìn chiếc nhẫn một lúc thì phát hiện trong chiếc nhẫn có hơn 1 tỷ linh nguyên, mắt y lập tức sáng lên, sau đó vội vàng cất nhẫn đi cảm ơn Diệp Quân huynh. Vốn dĩ muốn khiêm tốn một chút nhưng quả thật không còn cách nào khác. Diệp Quân cười nói, cần gì thì cứ nói với ta. Diệp Khải cong môi cười, không cần gì cả, thư viện đã cho ta nhiều thứ tốt nhất rồi. Diệp Quân khẽ gật đầu, vậy thì tốt. Diệp Khải do dự rồi mới nói, Diệp Quân huynh, có chuyện này. Diệp Quân hỏi, sao thế? Diệp Khải nói, tộc trưởng nói, đợi sau khi huynh về sẽ để ta làm thế tử của Diệp tộc. Diệp Quân sửng sốt, sau đó cười nói, chuyện tốt. Tất nhiên bây giờ hắn không thể làm thế tử của Diệp tộc nữa, mà Diệp tộc cũng cần có một người trẻ tuổi đứng ra gánh vác trách nhiệm này. Bây giờ hắn đang chiếm vị trí của người khác mà chẳng làm gì. Diệp Quân cười nói với tộc trưởng, ta mãi là người của Diệp tộc. Diệp Khải cười nói, điều đó là đương nhiên. Trò chuyện với Diệp Khải một lát, Diệp Quân đi khỏi đó, hắn đến tộc Thiên Long. Ngao Thiên Thiên. Hôm đó sau khi trở lại từ chân vũ trụ, hắn chưa từng gặp lại Ngao Thiên Thiên, ngày hắn thành hôn, cô ta cũng không đến. Diệp Quân đến, dĩ nhiên cả tộc Thiên Long đều vô cùng kinh hãi, tộc trưởng đích thân ra đón. Diệp Quân nhìn tộc trưởng tộc Thiên Long trước mặt bác, ta muốn gặp Thiên Thiên một lúc. Tộc trưởng tộc Thiên Long do dự một chốc, sau đó nói, viện trưởng đợi một lát. Nói rồi lão xoay người đi. Diệp Quân yên tĩnh đứng đợi, hai tay siết chặt lại hơi căng thẳng, cũng khá mong chờ, dĩ nhiên hắn lo lắng nhiều hơn. Một lát sau, tộc trưởng tộc Thiên Long quay lại, lão do dự rồi mới nói, Thiên Thiên nói nó đang tu luyện, không muốn gặp ai cả. Diệp Quân lặng thinh một lúc, nói, vậy ta đợi cô ấy ở đây. Tộc trưởng tộc Thiên Long hơi khó xử. Đuổi người. Lão chắc chắn không dám. Không đuổi đi. Nếu Diệp Quân cứ đợi ở đây mãi, chuyện này mà truyền ra ngoài cũng khó nghe. Đúng lúc này trong điện bỗng vang lên giọng của Ngao Thiên Thiên, để huynh ấy vào đi. Tộc trưởng tộc Thiên Long lập tức nói, viện trưởng, mời. Diệp Quân khẽ gật đầu. Sau đó đi vào trong điện. Trong điện, Diệp Quân nhìn thấy Ngao Thiên Thiên. Hôm nay Ngao Thiên Thiên mặc một chiếc váy trắng đơn giản, rất sạch sẽ, mái tóc dài đến ngang hông, dáng người yêu kiều, mặc dù chỉ là bóng lưng nhưng vẫn đủ để khiến vô số đàn ông say đắm. Trên đỉnh đầu cô ta có hai cái sừng rồng nho nhỏ, rất đáng yêu. Ngao Thiên Thiên đứng quay lưng lại với Diệp Quân, không nói gì. Diệp Quân nhìn Ngao Thiên Thiên trước mặt, vẻ mặt phức tạp, im lặng một lúc hắn mới bước đến sau lưng Ngao Thiên Thiên, khẽ nói, Thiên Thiên. Ngao Thiên Thiên lạnh lùng nói, viện trưởng có chuyện gì sao? Viện trưởng. Diệp Quân sửng sốt, hắn không ngờ lúc gặp lại hai người bỗng trở nên xa lạ như thế. Rời đi. Diệp Quân bỗng bước đến trước mặt Ngao Thiên Thiên, khuôn mặt cô ta không cảm xúc, ánh mắt lạnh như băng. Hai người nhìn nhau, họ xa lạ với nhau như chưa từng quen biết. Trong lòng Diệp Quân có rất nhiều lời muốn nói nhưng lúc này hắn lại không nói được gì, cũng không biết nên nói thế nào. Thấy Diệp Quân không nói gì, Ngao Thiên Thiên xoay người đi, lạnh giọng nói, Diệp viện trưởng, ta phải tu luyện rồi. Nói rồi cô ta đi về phía đằng xa. Đúng lúc này, Diệp Quân bỗng kéo Ngao Thiên Thiên lại, cô ta run lên, quay đầu lại nhìn Diệp Quân trước mặt, Diệp viện trưởng, nam nữ thụ thụ bất thân, mong huynh tự trọng. Diệp Quân tiến đến trước một bước, khẽ nói, ta và muội sống chết có nhau, linh hồn dung hợp với nhau, tâm ý tương thông, đã vượt hơn cả tình cảm nam nữ. Nghe Diệp Quân nói thế, từng hình ảnh trong quá khứ bỗng hiện lên trong tâm trí của Ngao Thiên Thiên, nghĩ đến chuyện trong quá khứ nước mắt cô ta chợt rơi xuống, nếu ta có thể gặp huynh sớm hơn thì tốt biết bao. Ta không trách huynh, chỉ trách định mệnh chớ trêu, để ta gặp huynh, lại để ta thích huynh. Nói rồi cô ta xoay người chạy như bay ra ngoài. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 34.